Rồi rồi. Có một cái điểm nho nhỏ mà chúng tôi muốn quý vị trong room để ý một chút, đó là cái bài kinh đầu tiên ở mỗi bộ kinh tạng ấy, đáng được xem là tinh hoa Phật pháp. Thí dụ như Trường Bộ thì có cái kinh Phạm Võng, nói về các cái loại tà kiến ở trong đời. Trung Bộ thì có kinh Căn Bản Pháp Môn. Tương Ưng thì có cái kinh Vượt Bộc Lưu. Mà Tăng Chi thì có cái kinh Tứ Thực. Kinh Tứ Thực. Kinh Tứ Thực. Thì chúng ta thấy rằng là đây là cái điểm đặc biệt, mà tôi e rằng đây là cái dụng ý của các vị thánh tăng ngày xưa khi mà kết tập kinh điển đã cố ý như vậy. Bởi vì rõ ràng là cái trật tự trước sau của các kinh không có xét trên theo thời gian, mà xét theo nhiều cái khía cạnh, thí dụ như là cái nội dung hoặc là cái cách trình bày của bên trong đó. Nội dung hoặc là cách trình bày, nói chung là hình thức và nội dung của mỗi kinh thì mới quyết định cái kinh nó nằm ở đâu. Chứ còn ở đây không có vấn đề trật tự thời gian như là bên Bắc Tông, mà cái thời mà ngày Trí Khải đại sư của Thiên Thai đó, ông bày ra cái vụ mà ngũ thời thuyết giáo là mới thành Phật đó, thì ngày thuyết kinh cho là hạng nào, kinh nào là thời Quan Nghiêm giảng cho Đại Thừa, rồi cái thời nào A Hàm giảng cho Tiểu Thừa, thì bên đây không có. Bởi vì cái chuyện rất là vô lý ở chỗ là trong cuộc đời mà hoằng hóa của Đức Phật á, thì ngay cái ngày đầu tiên mới thành đạo, cái người ngày gặp đầu tiên á, đây thì lại là người không có gì nói bật hết. Nhưng mà chỉ một thời gian rất ngắn sau đó, chỉ có vài tháng sau, thì ngài lại gặp ngay hai cái nhân vật mà có thể nói là hàng đầu ở trong kinh văn, đó là ngài Xá Lợi Phất và Kiền Liên. Ngài thành đạo rằm tháng 4 năm nay nè, thì tháng giêng năm sau, tháng giêng năm tới đó, ngài thành đạo vào tháng 4 năm 2016, thì tháng giêng năm 2017 thì ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên thọ đại giới tỳ kheo. Như vậy thì trước sau thì chỉ có mấy tháng thôi, chỉ có 9 tháng thôi, chỉ 9 tháng. Cho nên ở đây là cái thời gian mà cái thời điểm mà ngài gặp đối tượng để ngài được tế độ đó, thì lúc này lúc khác chứ không có cái thời điểm đặc biệt. Nên là lúc nào dành cho các loại người nào thì không phải nha, nhớ cái đó. Rồi. Bây giờ tiếp theo là bữa nay chúng tôi sẽ khiến cho quý vị ngạc nhiên cũng có mà thất vọng cũng có. Ngạc nhiên cũng có mà thất vọng cũng có khi mà chúng tôi giảng cái kinh Phạm Võng theo một cái cách rất là kỳ dị. Mà những ai mà có thành kiến, có ác cảm đối với chúng tôi thì hôm nay nè, thì xin các vị đó ghi nhận rằng đây là cái dịp tốt để các vị đó tha hồ ném đá. Ném đá giấu tay hay là ném đá công khai? Thế nào là ném đá công khai, ném đá giấu tay, lát nữa các vị biết nha. Bây giờ cái kinh Phạm Võng nó có một nội dung nó quái gở như thế này, là chúng tôi sẽ toàn bộ cái nội dung kinh Phạm Võng đó theo chúng tôi đó, thì nên bắt đầu ở cuối kinh. Cái vấn đề ở cuối kinh là sao? Đức Phật xác nhận rằng do không hiểu được cái lý duyên khởi nên phàm phu đã nảy sinh các cái loại tà kiến
Mà giáo lý duyên khởi nói cái gì? Giáo lý duyên khởi đó dạy về cái nguyên lý nhân quả và tam tướng của vạn hữu. Và đồng thời cũng vạch ra cái con đường giải thoát sinh tử. Nói vậy ha, thì giáo lý duyên khởi cũng chứa đựng trọn vẹn cái tinh thần của cái giáo lý bốn đế, giáo lý tứ đế nha. Một cái người mà am tường rốt ráo cái giáo lý duyên khởi về, tức là cũng là giáo lý thì bắt buộc người đó phải hiểu bốn đế. Cái người am tường rốt ráo cái giáo lý bốn đế cũng là cái người am tường cái giáo lý duyên khởi. Và trên đời này thì chỉ có thánh nhân mới là cái người am tường rốt ráo bốn đế. Có một điều là rốt ráo làm sao? Rốt ráo làm sao? Am tường rốt ráo giáo lý tứ đế cũng là am tường rốt ráo ở cái lý duyên khởi, mà am tường cái lý tứ đế là phải cần đến ba cái thứ trí, ba cái thứ trí tuệ. Một là sách chá nha nha ná, biết rõ bốn đế là cái gì. Thứ hai là kích chát nha ná, biết rõ cái việc phải làm đối với bốn đế. Cái số ba là kata nha ná, có nghĩa là biết rõ mình đã làm xong chuyện phải làm đối với bốn đế. Nhớ nha, cái bữa nay là tôi xin thưa rõ một chuyện, là vừa qua, 2 năm vừa qua, chúng ta học tương ưng theo cái kiểu giỡn chơi, còn nói nó hơi nặng một chút là nói kiểu là học kiểu giỡn mặt. Có nghĩa là người ta róng cái cổ là người ta giảng, mình ngồi mình trùm mền mình ngủ hoặc là mình nghe nhạc rồi hết giờ cái mình tắt máy mình đi ra. Chứ không á, là nếu không mà ẩu như vậy, không có tào lao như vậy, thì 2 năm qua chúng ta đã, nếu mà nghe đến đâu mà ghi chép đến đó ha, thì chúng ta đã có một cái vốn lý giáo lý rất là căn bản, rất là đáng kể nha. Chị mong rằng kể từ hôm nay khi chúng ta bắt đầu với cái bộ Diganikaya, tức là trường bộ kinh á, thì chúng ta nên có cái ghi chép để mai này là có lúc cần dở ra xem lại nha. Rồi bây giờ tôi giảng, tôi ôm lại thôi. Ngày hôm qua tôi biết có nhiều người cũng thất vọng là tại sao tôi cuối tôi bỏ hẳn một loạt kinh tôi không có giảng, là vì 2 lý do. Một là tôi đã giảng rồi. Thứ hai là toàn bộ những nội dung đó sẽ được nói đến, sẽ được nhắc lại khi mà chúng ta học qua các bộ kinh khác. Chứ không có phải là ngang qua là lần duy nhất, lần cuối cùng rồi chúng ta vĩnh biệt cái nội dung của cái phần mà chúng tôi không giảng tới, thì không phải nha. Cái nội dung đó, thứ nhất chúng tôi đã giảng rồi, và sắp tới đây quý vị cũng sẽ nghe miệt mài ở những cái dặm đường phía trước. Thì chúng tôi nhắc lại bốn, đối với một cái người mà am tường lý duyên khởi thì không thể nào mắc vào các tà kiến mà trong kinh Phạm Bổng này Đức Phật nhắc đến. Mà am tường bốn tứ, am tường lý duyên khởi thì cũng nghĩa là am tường bốn đế. Mà am tường bốn đế làm sao? Là am tường bằng ba cái loại, ba cái nhận thức sau đây. Thứ nhất, cái loại trí đầu tiên là biết rõ bốn đế là cái gì. Thứ nhất,
mọi sự hiện hữu ở đời này đều là khổ đấy. Vì sao vậy? Vì bất cứ cái hình thức hiện hữu nào nó cũng nằm trong ba khổ: khổ khổ, hành khổ và hoại khổ. Đó là lý do tại sao mà mọi hiện hữu đều là khổ đấy. Thứ hai, bất cứ cái niềm đam mê thích thú nào của chúng ta cũng chỉ là niềm đam mê thích thú trong khổ đế thôi. Thì cái niềm đam mê thích thú đó được gọi là tập đế. Tập đế chính là niềm đam mê trong khổ đế. Thứ ba, cái sự vắng mặt của tập đế nó chính là diệt đế, tức là niết bàn. Và cái con đường mà dẫn đến diệt đế đó, được gọi là đạo đế. Con đường đó chính là cái tinh thần bát chánh đạo. Các vị nghe 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 kịp chưa? Alo. Cái đó quan trọng. Rồi, thì hiểu được một cách đại khái qua sách vở chữ nghĩa, từ cái sự trao truyền của người khác, thì cái hiểu biết đó được gọi là biết qua trí văn. Còn cái trí tư có nghĩa là sau khi mình học rồi, mình đọc rồi, mình nghe rồi, mình về mình mới ngồi mình nghiệm lại, mình gẫm lại, suy tư lại, thì cái đó được gọi là trí tư. Còn cái trí tu chính là cái sự thể nghiệm thân chứng của hành giả tu tuệ quán, tức là tứ niệm xứ, dùng chánh niệm để ghi nhận cái gì nó đang xảy ra, nó là gì, bản chất nó ra sao và hiện giờ nó đang hoạt động như thế nào. Thì phải qua cái loại công phu tuệ quán ni này thì hành giả mới hiểu được bốn đế và duyên khởi bằng cái trí tu. Tôi cố ý tôi nói thiệt là chậm nha, thiệt là chậm. Rồi, như vậy thì đối với bốn đế, cái chuyện đầu tiên là mình phải biết rõ bốn đế là cái gì trước cái đây. Đó, cái trí đó được gọi là sách cha nhà đó. Cái trí thứ hai đó gọi là kích cha nhà đó. Có nghĩa là mình biết rõ đối với bốn đế mình phải làm việc gì. Khổ đế cần được nhận thức, nhận diện. Tập đế thì cần được đoạn trừ. Diệt đế cần được chứng ngộ. Và đạo đế cần được hành trì. Nhớ nha. Thì bốn cái nhận thức này nè được gọi là kích cho nhà nè. Rồi cái thứ ba, cái trí thứ ba gọi là Katanyana, là biết rõ ta đã nhận thức đầy đủ và chính chắn về khổ đế, biết rõ tập đế đã được đoạn trừ, biết rõ diệt đế đã được chứng ngộ, rồi biết rõ đạo đế đã được hành trì viên mãn. Thì bốn cái này đó gọi là Katanyana. Cái này gọi là thành sở tác trí của năm tông, không? Thành sở tác trí của năm tông, cái thành sở tác trí của năm tông chính là cái này. Chứ không phải, còn cái không phải là cái thành sở tác trí bên duy thức nghe. Thì bốn cái này gọi là Katanyana nhanh đó. Thì cái người nào á mà hiểu được tứ diệu đế mà qua bốn cái trí này này được gọi là am hiểu một cách rốt ráo. Và chỉ có vị thánh, tức là tư, chỉ có thánh nhân, tức là hán, mới am hiểu rốt ráo bốn đế qua ba cái loại trí này nha. Mà am hiểu bốn đế cũng là am hiểu lý duyên khởi. Mà am hiểu lý duyên khởi đó thì không còn mắc
vào bất cứ thứ tà kiến nào nữa. Đó, cái nội dung kinh Phạm Võng là phải bắt đầu từ ở cuối kinh học ngược lên. Và nếu cắt cớ ha, nếu cắt cớ mà các vị muốn học thuộc lòng kinh Phạm Võng mà trí nhớ kém quá thì các vị chỉ học có cái đoạn cuối thôi, cái đoạn cuối khoảng hai trang vở học sinh, chỉ có hai trang tiếng tiếng Pali hay tiếng Việt không cần biết nha, học tiếng gì học, tiếng Anh, tiếng Tàu, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha gì đó, nhưng mà đại khái đó là chỉ có khoảng hai cái trang tối đa, chứ không phải là không có nhiều nữa, đó là tối đa đó, tối đa là hai cái trang vở học sinh bằng ở cái đoạn cuối kinh Phạm Võng, trong đó ngài có xác nhận thế này. Bao nhiêu cái quan điểm tà kiến liên hệ đến quá khứ, hiện tại, vị lai cũng đều khởi đi từ cái nhận thức sai lầm của một cái người không hiểu biết lý duyên khởi. Hát chỉ nhớ bao nhiêu đó thôi, nhớ nha. Rồi thì bây giờ 62 tà kiến nó nhiều quá cỡ thợ mộc, bây giờ mình học bằng cách nào đây? Thì bây giờ tôi gợi ý bà con thế này, có hai cách để chúng ta học về thực vật học. Cách một là chúng ta phân loại những cái nhóm lớn, à rồi khi nào quẩn và có đam mê thì chúng ta mới đào sâu thêm. Đó là cách một, đó là phân loại các loại thực vật theo từng nhóm lớn, gom hết các loại thực vật trên hành tinh này mình gom thành từng nhóm lớn. Cái kiểu học thứ hai là học chi ly, có nghĩa là mình học từng cái loại cỏ, từ cái loại rêu mà ở những cái làng mạc xa xôi hốc bà tó bên châu Phi, Nam Mỹ thì Đông Nam Á, Trung Á, Trung Đông gì đó mình học thuộc. Chung mà nó khổ chỗ là có những cái loại nó là cái loại thực vật đặc hữu ở một cái địa phương nào đó, ngoài cái vùng đó ra, ngoài những cái điều kiện khí hậu đặc biệt ở cái địa phương đó ra thì nơi khác không có, mà chúng ta vẫn học luôn. Đó là cách hai. Còn cách một tức là chúng ta phân loại đại cương các cái nhóm thực vật. Thì ở đây chúng tôi sau nhiều cái trở trăn thao thức, chúng tôi quyết định là chọn cách một, có nghĩa là cho quý vị học 62 tài kiến theo cái cách đại cương là vì ba lý do. Thứ nhất, tất cả những cái thứ tà kiến mà Đức Thế Tôn ngài giảng trong đây đó là bao gồm những cái loại tà kiến phổ biến nhất, và cũng bao gồm cả những cái thứ tà kiến mà coi như cá biệt nhất. Cá biệt là sao? Là nó chỉ có ở một số cái chúng sanh trong một cái hoàn cảnh đặc biệt nào đó mà mình học vô mình thấy nó mù mờ, nó rất là xa lạ với mình. Mặc dù đồng chú giải có giải rất là rõ, nhưng mà tôi xin thề là bà con không cách nào nhớ được, bởi vì nó chỉ nghe một lần rồi thôi quên mất. Thí dụ như nó có trường hợp rất là đặc biệt, thí dụ như là có những người cũng có những cái loại chư thiên mà do gọi là cái duyên nghiệp, họ có một cái đời sống nó không có giống như những cái vị thiên nhân khác, rồi từ cái chỗ duyên nghiệp nó khiến họ có một cái hình hài không giống ai, cho nên họ có một cái sinh hoạt cũng không giống ai, họ có một cái kiểu sống và kiểu chết không giống ai. Và từ cái chỗ không giống ai này nè, cộng với cái vô minh trong duyên khởi, trong bốn đế, cho nên nó mới lòi ra một cái thứ tà kiến rất là cá biệt, rất là đặc dị, gọi là hàng độc, không đụng hàng với ai hết. Mà tổng cộng là có 62 cái trường hợp như vậy nha. Thì bây giờ chúng ta gom gọn lại 62 tài kiến, nó gồm có hai thứ thôi. 62 loại tà kiến gom gọn lại còn hai thứ là nụ sát sát ta đích thí thường kiến và út chê đá đích thí đoạn kiến nha. Rồi thì cái đoạn cái thường kiến ở đây đó, thường kiến gồm có ba cái trường hợp tiêu biểu,
Tin vào một cái tôi, tin vào một cái tôi vĩnh cửu, tin vào một cái đấng bề trên tối thượng toàn quyền sinh sát, tin vào một cái cứu cánh thoát khổ nào đó đi ngược lại cái lý nhân quả, thì cái đó được gọi là thường kiến nha. Còn đoạn kiến ấy, đoạn kiến gom gọn trong ba cái trường hợp. Thứ nhất là á hề tú cá đích thí là vô nhân kiến, vô nhân kiến cho rằng mọi thứ ngẫu nhiên mà có, không do nhân quả gì hết. Cái số hai đó là á ký rí gia đích thí, cho rằng là thiện ác giống hệt nhau, chỉ là hành động mà thôi. Mỗi người có thể tha hồ sống và hành động theo ý thích. Cái đó gọi là vô hành kiến. Cái thứ ba gọi là nắp thi cá đích thị vô hữu kiến, là cho rằng những gì mình không thể chứng minh được, không thấy biết được thì là không có thật. Chẳng hạn như các cái vấn đề nhân quả báo ứng nè, luân hồi tái sinh nè, rồi cái sự hiện hữu của những người của những cái người mà hiện hữu của thánh nhân nè, rồi của các cái loài khuất mặt này đó. Đoạn kiến nó tại sám hàng thì kiến nó gồm có hai nha, đó là thường và đoạn. Thì cái thường kiến nó ba trường hợp tiêu biểu, đó là tin vào một cái tôi vĩnh cửu, cái này tôi sẽ giải thích nghe lát nữa tôi sẽ nói. Hai là tin vào một đấng bề trên tối thượng toàn quyền sinh sát, và ba là tin vào một cứu cánh thoát khổ nào đó đi ngược lại lý nhân quả, thì ba cái đó được gọi là thường kiến. Còn cái đoạn kiến thì nó gồm có ba, cũng gồm có ba. Một là á hi tu ca đích thí vô nhân kiến, cho rằng mọi thứ ngẫu nhiên mà có, không có do nhân quả gì hết. Thí dụ như bây giờ mình biết là một cái cọng cỏ nhỏ xíu mà nó muốn có mặt là nó phải cần đến bao nhiêu cái yếu tố sinh học thì nó mới để có mặt. Rồi một con ong cái kiến hay là một con người, rồi đến cả những cái chi tiết nhỏ nhặt ở trong đời sống của muôn loài, như là cái giọt nước mắt, nụ cười, niềm vui, nỗi buồn, sướng khổ,
nóng lạnh mọi thứ, gọi là nhất nhất mọi thứ trong đời nó đều có nhân quả đàng hoàng hết, nhưng mà đằng này mình cứ nghĩ thì mọi thứ ngẫu nhiên mà có nhân quả vậy hết á. Cái đó là một cái thứ tà kiến, cái gọi là vô nhân kiến. Cái thứ hai là vô hành kiến, có nghĩa là cho rằng không có thiện ác, nó không có khác gì nhau hết. Ta chẳng qua người ta không có thích nó, người ta sợ nó thì gọi nó lẽ, người ta thích nó quá thì người ta gọi nó là thiện. Chỉ còn thật có thiện ác nó không có, nó vốn có, cái nào chỉ là hành động thôi. Có nghĩa là mình thích sống làm sao, thích hành động thế nào thì mình cứ thế mà tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc, thừa thắng xông lên, chứ còn không có cái gọi là tùy duyên tùy thích mà sống, chứ không có thiện ác gì hết nha. Cái chuyện mà làm lành lắm dữ là chuyện tào lao nha. Cái chuyện đó vốn không có, đó là lông rùa sừng thỏ, cái đó là cái lò cái trò bịp bợm của những cái tay giáo chủ các tín ngưỡng vậy thôi, chứ cái đó là hù nhát ma hoặc là dụ dỗ người ta, chứ cái đó không có thật nha. Thì đó được gọi là vô hành kiến. Còn cái vô hữu kiến ấy, là cho rằng cái gì mà mình không thấy được, không biết được, không chứng minh được thì cái đó không có. Cái này mới vui chứ. Cái này mới vui. Và tôi nhớ tôi đã kể cho các vị nghe cái câu chuyện ruồi bu của chính tôi nha. Mà tôi mong rằng quý vị cũng nên ghi nhận cái câu chuyện đó để mà bỏ túi, để biết đâu có lúc xài. Thì tôi đã kể câu chuyện đó, hôm nay tôi vẫn kể lại nha. Là trong một cái buổi giảng ở chùa Phước Sơn Việt Nam 20 năm về trước, thì có một cái ông cán bộ về hưu của Cộng sản, ông cũng lên chùa ông tu thiền. Kỳ đó cụ Thu là học trò của Hòa Thượng Kim Triệu về dạy thiền ở chùa Phước Sơn. Thì trong cái sau buổi giảng buổi đó, thì sau cái buổi mà thiền tọa đại chúng, thì thầy phương trưởng nó có mời tôi có một pháp thoại cho bà con vào cái ngày cuối tháng, ngày 30 đó mà. Rồi tôi nói cái gì tôi không nhớ, mà tôi nhớ tôi giảng xong tôi đi về phòng ở dưới suối. Thì ông cán bộ nó đi theo, trời mát đi theo. Ông xuống hỏi tôi vậy chứ, thầy mà chứng minh được có thiên đường địa ngục, có luân hồi báo ứng, thì tôi xin nguyện đi theo thầy hết kiếp. Thì tôi nhớ tôi lúc tôi mệt lắm, mà tôi nhớ tôi trả lời vắn tắt thế này. Tôi nói tôi không có khả năng mà chứng minh cho ông thấy là có thiên đường địa ngục, có ma quỷ, có các loài siêu hình khuất mặt, thì tôi không có khả năng, tôi không có thể chứng minh cho ông thấy để mà ông theo tôi. Nhưng mà nếu ông có thể chứng minh rằng những cái thứ đó không có đó, thì tôi xin theo ông. Ông nghĩ sao? Tôi chỉ nói vậy thôi. Tôi mệt quá rồi, thì tôi nói nếu mà ông nói rằng tôi chứng minh được á là có thì ông theo tôi, nhưng mà giờ tôi mệt rồi, tôi không có theo, tôi không muốn ông theo tôi, thì tôi khoái theo ông thôi à. Thì tôi khoái theo ông hơn, thì tôi muốn ông chứng minh là nếu đó nó không có đó, ha, thì tôi theo. Không có thì tôi theo. Thì đây cũng vậy. Bây giờ trong các cái trường hợp mà tà kiến trên đây thì chúng ta thấy, bây giờ tôi phải giảng trở lại cái thường kiến, giảng trở lại cái thường kiến. Cái thường kiến nó đang đau, từ hồi mổ về nó đau ra hoài. Nó đang đau, nó chả chả chút. Không lẽ giảng xong tương ưng rồi nó hết duyên sao trời. Thì ở đây Đức Phật Ngài dạy rằng á, khi chưa có an tường cái lý duyên khởi đó, thì ta luôn có nhiều cái điểm tựa để nảy sinh cái tà kiến. Thứ nhất là do học từ người khác. Thứ hai là do tự mình suy diễn lý luận. Rồi ba đó là
dựa vào cái sở chính có thật của bản thân. Ở đây là thiền định và thần thông đó. Cái hạn cái trường hợp thứ nhất ấy, là do mình suy diễn lý luận. Mình chờ mình dây. Dạ rồi. Xin lỗi. Quý vị thấy đời khổ, tự mình thấy đời khổ, rồi đi tìm hiểu, ha, tìm hiểu thầy này bà nọ, kinh này sách kia, nói chung là mình đi tham khảo từ những cái nguồn thông tin của người khác, nha. Thì cái đó là rồi người ta dạy mình cái gì, rồi cái đó nếu nó hợp với cái tạng phủ của tâm tư của mình á, thì mình theo mình thờ á, nha. Thì đó là trường hợp thứ nhất, tức là do học từ người khác. Còn trường hợp thứ hai là tự mình suy diễn, có nghĩa là mình dựa vào cái nền tảng trí tuệ, nền tảng học thức, rồi kinh nghiệm sống, rồi cảm giác, cảm xúc cá nhân, rồi mình mới lấy cái này mình cộng, mình ghép, mình nhân chia trừ cộng các thứ, cuối cùng mới mới đi ra một cái kết quả suy luận. Mà nếu mà mình chưa có phải là một cái người mà am tường lý duyên khởi lý tứ đế đó, thì những cái suy diễn này của mình nó là dứt khoát là có vấn đề. Bởi vì như nhớ hôm trước tôi đã từng nói với bà con rồi, thông minh bằng trời mà muốn tự ngộ á là phải mất tối thiểu là 2 A Tăng kỳ nha, 2 A Tăng kỳ 100.000 đại kiếp. Chứ còn mà cái ngồi mà cộng ghép chuyện đời, cộng ghép cảm xúc, những kiến thức bản thân mình ngồi tưởng tượng đó, mình để mà thấy được cái 4 đế, thấy được lý duyên khởi để mà chứng thánh, chấm dứt phiền não, thì cái chuyện đó không có nha. Nhớ là cái đó quan trọng. Rồi cái thứ hai là suy diễn. Rồi cái thứ ba mới ghê, cái thứ ba này mới ghê này. Cái thứ ba là do cái sở chính của bản thân, là chính mình tu thiền, chính mình thấy rõ ràng. Chứ đâu phải là do ai dạy mình đâu, chính mình rõ ràng mình thấy là thiền định á, mặt mũi ra làm sao. Chính thiền định á, là xa lìa phiền não thông thường, phiền não thông thường chính là năm triền á, gọi là phiền não thông thường, phiền não thô á. Chính mình là thấy cái tâm mình thanh tịnh, không còn tham thích năm dục, chính mình không còn bất mãn sân hận sợ hãi ghen tuông đố kỵ, chính mình không còn hôn trầm thị miên lười biếng giả dụ buồn ngủ, không còn trảo hối, không còn hoài nghi, chính mình thấy rõ mình được an lạc. Thì trên cái nền tảng này nè, mình bắt đầu mình suy diễn, mình suy diễn các thứ mà trong kinh Đức Phật ngài dạy rằng đó là giống như con chó mà nó bị cột vào một cái điểm nào đó, thì nó có cào cắn, nó có sủa, nó có la, nó có hét, nó có rên xiết cỡ nào thì nó vẫn quẩn quanh cái chỗ cột nó thôi. Cái điều đó như thế nào thì một cái người mà phàm phu chưa có giác ngộ lý tứ đế, có nghĩa là chưa thấy được lý duyên khởi, ha, chưa thấy được rốt ráo lý nhân quả và lý tam tướng, vạn hữu do duyên mà có rồi phải mất, họ chưa thấy rốt ráo, thì họ có suy tư diễn dịch lý luận như thế nào thì họ cuối cùng họ cũng vẫn quẩn quanh, quẩn quanh cái gì, quẩn quanh những cái tà kiến, những cái ngã chấp. Mà cuối bài kinh Phạm Võng này chính Đức Thế Tôn cũng xác nhận lại đó là người không hiểu lý duyên khởi thì họ có suy diễn, họ có tưởng tượng, họ có nhìn thấy, họ có nhận thức, họ có quan sát được cái gì đó, thì những cái đó nó vẫn là trong cái lưới trực của tà kiến, trong lưới trực của 62 tà kiến. Các vị xem lại cuối kinh có phải vậy không? Cho nên từ chỗ đó nó mới có cái chữ, cái tên kinh là Phạm Võng. Cái tên kinh này do chính Đức Phật ngài đặt chứ không phải là do các cái vị A Xà Lê cái tộc sau này người ta đặt, mà cái tên kinh là do chính Đức Phật ngài đặt. Cái chữ cha lá đây đó là cái lưới. Lưới là sao? Có hai nghĩa. Một là cái bài kinh này ấy, có nội dung là bao trùm, Đức Phật ngài thuyết bao trùm tất cả những trường hợp tà kiến của chúng sinh, không có sót.
Rồi, cái thứ nhất cái chữ võng đây là lưới đó, thì cái lưới thứ nhất, cái ý nghĩa thứ nhất ấy, là bài kinh này Đức Phật thuyết gọi là đầy đủ không sót một cái loại tà kiến nào của phàm phu trong vô lượng vũ trụ, vô lượng thế giới. Cái nghĩa thứ hai của phạm võng có nghĩa là ngài vạch ra cho mình thấy là cái kiểu tà kiến của phàm phu, hễ còn là phàm phu thì gọi là chạy trời không khỏi nắng, chạy trời không khỏi nắng. Có nghĩa là hễ chưa hiểu được duyên khởi thì tất cả đều nằm ở trong cái lưới của 62 tà kiến nha. Cho nên đó là lý do tại sao kinh này được gọi là kinh phạm võng. Thì tôi đã hồi nãy đầu buổi giảng tôi đã nói rồi, buổi giảng của tôi hôm nay về kinh phạm võng sẽ làm cho một số người rất là ngạc nhiên, một số người rất là thất vọng, mà thậm chí là có loại thứ ba là có một số người rất là mãn nguyện khi mà họ vốn không có tin chúng tôi. Nghe thầy nó nói rồi thấy không, ông không có giảng kinh này được đâu nghe. Cũng có thể có trường hợp đó, nhưng mà tôi đã xét kỹ. Bây giờ tôi phân loại cho bà con từng cái thứ cây cỏ mà bà con không có dịp thấy, chỉ nghe tôi nói thôi, là đó là cái loại lá, loại nấm ở bên châu Phi, bên Bắc Mỹ, bên Trung Đông. Thì đối với tôi thì sớm muộn bà con cũng quên thôi. Thì bây giờ tôi chỉ phân loại chung chung những cái nhóm lớn của cái sinh vật học, của cái thực vật trên thế giới thôi nha. Ở đây cũng vậy. Thì ở đây cái 62 tà kiến gom gọn lại nó gồm có hai, đó là thường và đoạn. Mà thường thì chúng tôi đã nói rồi, cái thứ nhất là tin vào một cái tôi vĩnh cửu là sao. Thì các vị dọn đến kinh các vị sẽ thấy là khi mà mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý của mình nó làm việc thì mình cứ luôn luôn nghĩ rằng tôi thấy, tôi nghe, tôi vui, tôi buồn. Rồi có biết đạo chúng đỉnh tu hành làm phước thì tôi làm thiện, tôi lánh ác. Rồi mai này mà có thiền định chúng đỉnh là tôi đắc thiền, và sớm muộn gì tôi cũng đắc quả, mong là tôi sẽ thành thánh nhân. Thì luôn luôn đó là chúng ta luôn luôn nhìn cái vấn đề từ góc độ của cái tôi. Dầu cho mình đã biết Phật pháp rồi, biết là miệng nói như két là mọi thứ là vô ngã vô thường, vậy chứ cũng lén lén là bụng nghĩ tôi là cái người hiểu lý vô ngã sâu nhất trong cái đám này, cái chuyện nó có thiệt. Tôi là người giỏi A Tỳ Đàm nhất trong cái đám này, tôi là người hiểu lý vô ngã nhất, tôi là cái người mà coi như là hành giả tuệ quán xuất sắc nhất. Cứ liên tục, tức là mình không ra khỏi cái lưới của 62 tà kiến, mình bị cột vô trong một cái cây trụ thì mình có làm cỡ gì mình cũng không thoát được nha. Cho nên ở đây ngài dạy rằng là có quán chiếu lý duyên khởi, có hiểu biết, có nhận thức đúng đắn về bốn đế, thì tự dưng ở chừng mực tương đối thì chúng ta tránh được cái tà kiến ở mức độ tương đối. Còn nhận thức đốt ráo ở mức tuyệt đối của thánh nhân thì chúng ta sẽ lìa bỏ hẳn các cái tà kiến ở mức độ tuyệt đối. Nhớ nha. Và ở đây cũng phải nói rõ là cái pháp môn tuệ quán xưa giờ đó chúng ta thường nghe nói là cái pháp môn dạy mình sống trong hiện tại, tại đây và bây giờ, nhận thức cái gì đang xảy ra. Thì xin thưa, cái gọi là sống trong hiện tại hay là thực tại hiện tiền hay là tại đây và bây giờ, đó là những cái chữ nói cho vui nha, nói trên cái khái niệm thời gian thường thức của phàm phu qua cái khía cạnh tục đế chế định nha. Chứ còn nói rốt ráo, tôi nói chậm nha, nói rốt ráo thì hành giả phải thấy rằng tất cả những gì mà thuộc về danh sách mà mình ghi nhận được đều là những thứ đã thuộc về dĩ vãng. Thí dụ như tôi biết rằng tôi đang nổi giận, thì khi mà tôi biết rằng tôi nổi giận thì lúc đó cái biết đó chính là tâm thiện. Còn cái gọi là đang nổi giận đó là một cái tâm sân trong quá khứ. Các vị có nghe kịp không? Tâm sân trong quá khứ. Dạ rồi, tâm sân trong quá khứ. Nhớ nha. Mà tại sao tôi đang giảng về duyên khởi, tôi giảng về tà kiến mà tôi lại nói cái này? Nó liên quan mật thiết lắm. Hành giả tu tập tuệ quán là về hành trì á, thì dựa trên tinh thần của tứ niệm xứ, tức là tuệ quán Vipassana. Còn về lý thuyết là phải có kiến thức A Tỳ Đàm. Để gì? Để mình có cái nhận thức tối thiểu về bốn đế, về duyên khởi. Để làm chi? Để mình thấy rằng thực ra không có một cái điểm tựa nào, không có một cái chỗ dựa nào
cho một cái tôi như hồi đó đến giờ mình vẫn tưởng. Khi mình hiểu rằng cái mình thấy được nó đã là cảnh quá khứ nha. Khi mình thấy được rằng trong một ngày đời sống thân và tâm của mình nó chỉ gồm có bốn thứ thôi: thiện, ác, buồn, vui. Chỉ cái bốn thứ đó thôi, thiện, ác, buồn, vui, chỉ cái bốn thứ đó. Nó tiếp nối nhau mà nó xâm diệt. Thì nếu mà mình có quan sát bằng cái kinh nghiệm của một hành giả ha, thì thấy được như vậy thì mình sẽ thấy rằng trên đời này nó không có cái gì gọi là chiếc xe hết, mà nó do các cái món phụ tùng ráp lại nha. Mà mới nghe như qua đó thì một người không biết đạo họ sẽ ngạc nhiên, nó ủa cái nhận thức như vậy nó giúp cho cái tu hành giải thoát chỗ nào. Xin thưa, nó giúp rất là nhiều. Nếu không muốn nói, nó chính là linh hồn giải thoát của đạo Phật. Vì sao vậy? Khi mà mình thương trực sống trong cái nhận thức là mọi thứ là do duyên giả hợp mà có, thì cái thái độ của mình trong cái cuộc đời này đối với các cái trần cảnh chắc chắn sẽ khác đi. Tôi nhắc lại, nếu mà mình chỉ nhận thức trên cái kinh nghiệm sanh bởi chữ nghĩa từ chương thì nó giúp mình không được nhiều lắm. So với người không biết gì thì có đó, nhưng mà so với một hành giả thì chưa thấm. Phải là một hành giả phải sống trong cái quán chiếu, trong cái nhận thức thường xuyên thường trực để thấy rằng là mình là đồ lắp ráp, mọi thứ do duyên mà có. Duyên đây tới 1 tỷ duyên chứ không phải là 3 duyên 5 duyên, mà tới 1 tỷ duyên, mà tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần. Cái duyên mà trong kinh kể là kể đại khái, còn nếu mà cái duyên thực tế mà chúng ta quán chiếu nó nhiều lắm, tôi đã nói không biết bao nhiêu lần. Chỉ cầm một, chỉ đưa cái tay lên cầm cái tách trà hớp một ngụm thôi thì nó có tới 8.000 tỷ cái nhân duyên mình mới hớp được ngụm trà đó. Không biết là vị còn nhớ cái đó không? Alo, muốn hớp được một ngụm trà đó là phải có vô số cái nhân duyên, chỉ còn 8.000 tỷ là ít nha. Thí dụ như bây giờ trong một cái xứ sở mà như Syria hay là Iraq, các vị nghĩ các vị có thể bình tâm thanh thản mà ngủ uống trà hay không? Tôi thì không rồi đó, tôi biết khoát là không, bởi vì tôi không biết nó nổ lúc nào. Dạ rồi bây giờ là tôi ba con, một vợ ba con ở tại Việt Nam, mà bây giờ là biển nó bị nhiễm độc như vậy rồi, bà xã tôi không biết đi chợ ăn cái gì. Để quý vị tưởng tượng tôi là một người chồng, một người đàn ông, một vị gia trưởng, một trụ cột trong gia đình, tôi có thể bình tâm tôi ngồi tôi uống trà hay không? Quý vị làm được, tôi không làm được nha. Như vậy thì chuyện xã hội nè, chuyện chính trị nè, chuyện tôn giáo nè, bây giờ về Phật pháp Phật giáo lúc này trong đạo mình có nhiều cái tai tiếng, mà mình là một người Phật tử, mình nghe mình có vui hay không? Sức khỏe của mình là mình bị nhức đầu chóng mặt nè, nhức răng nè, đau lưng nè, rồi bác sĩ nghi ngờ mình bị sạn thận nè, nghi ngờ mình bị xơ gan nè, nghi ngờ mình siêu vi B A gì nè, thì với những cái đó quý vị có thể bình tâm mà ngồi uống từng ngụm trà mà rung chân mình làm thơ hay không? Tôi thì không nha. Cho nên vợ con phải ok, gia đạo ok, xã hội ok, đất nước ok, khu vực ok, rồi tài chấm phải ok. Nói chung chứ ok nên là quý vị hiểu mỗi người có kiểu ok riêng, nhưng mà tối thiểu nó phải ok ở mức độ nào đó tôi mới thể ngồi uống trà được nha. Cho nên khi một hành giả tự quán, họ quán chiếu mà thấy rằng ồ thì ra đây là cái ý muốn giơ tay, từ cái ý muốn này nè mình mới giơ cái tay mình lên. Cái ý muốn là danh, mà cái tay giơ nó là sắc. Mà trước khi giơ tay là cái gì ta? Là ngứa. Ngứa nó là khổ thọ. Cái muốn gãi nó là tâm tham. Rồi từ cái tâm tham đó nó mới dẫn đến cái chuyện là tôi mới muốn gãi. Rồi tôi muốn gãi nó mới dẫn đến cái chuyện là cái vợ tôi mới cử động, tôi mới xê dịch, tôi mới nhúc nhích cái bàn tay. Rồi bắt đầu tôi gãi, mà gãi nó đã, nó chính là tâm tham. Ngứa là sân, nhưng mà cái đã nó là tham. Đó thì khi tôi quan sát tôi thấy thì ra cái gọi là tôi, cái gọi là Lê Văn Tè, Nguyễn Văn Tý, nó là đồ lắp ráp không? Lúc thiện, lúc ác, lúc tham, lúc sân, lúc sướng, lúc khổ. Mà trong kinh nó nói rõ do vô minh trong bốn đế nó mới dẫn đến ba hành. Tức là do không biết bốn đế là gì cho nên khi mà chạy trốn cái khổ người ta mới là đầu tư thiện hoặc là ác. Để đó gọi là ba hành. Cái này đã giải thích rồi. Hành duyên thức, thức ở đây chính là tâm tái tục. Nha. Khi mà có tạo ra ba nghiệp dục sắc và vô sắc nó mới dẫn đến cái tâm tái tục để đi vào ba cõi. Mà chính vì có cái
tâm tái tục, tâm đầu thai vô cõi này cõi kia đó, là mình mới có cái danh sắc, hoặc là chỉ danh hoặc là chỉ sắc trong các cõi. Chỗ này bắt đầu chuyến đầu rồi nha. Thì từ có danh sắc nó có lục nhập, lục nhập đây có nghĩa là có cõi đủ và cõi không đủ, nhưng mà gom chung á, nói chung là có lục nhập chứ có cũ cõi không đủ. Là có lục nhập nó có duyên xúc, có nghĩa là từ cái chỗ có sáu căn thì nó mới có cái chuyện ghi nhận sáu cảnh, mà có sáu căn sáu cảnh nó mới có sáu thức. Mà chính vì sáu căn làm điểm tựa cho sáu thức để ghi nhận sáu tầng, cái điểm cái chỗ gặp nhau giữa ba thứ này nè nó mới được gọi là xúc. Mà từ xúc á nó mới duyên, từ sáu xúc có nghĩa là cái biết của căn cảnh thức, của nhãn căn, của nhãn thức và cảnh sắc, ba cái này nó mới tạo ra nhãn xúc. Và các cái căn còn lại cũng theo vậy mà hiểu diệt phục như thị nha. Thì do có nhãn căn, nhãn thức và cảnh sắc nó mới có nhãn xúc, rồi từ cái nhà có nhãn xúc nó mới có cái nhãn thọ. Mà từ cái nhãn thọ này nè nó mới lòi ra cái sắc ái, tức là thích trong cảnh sắc. Mà ái mà ở cái mức độ sâu đậm thì gọi là thủ, trong trường hợp này gọi là dục thủ. Mà nếu là một phàm phu á thì dục thủ nó đến kèm theo đó, nào là kiến thủ, nào là ngã chấp thủ, và có thể là cả cái giới cấm thủ nha. Rồi từ thủ nó mới quay đó là cái vòng tròn, có nghĩa là nó tạo ra cái nghiệp hữu, có nghĩa là tâm đầu thai nữa. Nó tạo ra tâm đầu thai. Từ cái tâm nghiệp hữu có nghĩa là nghiệp thiện ác, nó mới tạo ra cái sanh hữu là tâm đầu thai. Rồi từ có cái tâm đầu thai nó bắt đầu một kiếp sống mới, đó là hữu duyên cho sanh. Thủ nó tạo ra hai hữu, nó dẫn đến hai hữu, đó là nghiệp hữu tức là thiện ác đó, còn sanh hữu là tâm đầu thai các cõi. Rồi có tâm đầu thai các cõi là mà có sự có mặt ở các cõi, mà hãy có mặt ở các cõi thì nó có sanh già đau chết sầu bi khổ u não. Và hãy có sanh già đau chết sầu bi khổ u não thì người ta mới tìm có lối thoát, mà tìm cách nào? Do không hiểu Bồ Đề, cho nên người ta mới chạy trốn nỗi khổ bằng cách là làm các nghiệp thiện ác. Như vậy thì các vị thấy một vòng tròn không? Vô minh nè, duyên nhà hành làm duyên thức, tức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh. Tưởng sao tới sanh cái là sầu sanh đó thì nó duyên cho sầu bi khổ ưu não, mà muốn trốn muốn chạy muốn lánh muốn cánh cái sầu bi khổ ưu não thì phải làm sao? Mà cái đầu thì bưng không biết bốn đế là gì, thế là tiếp tục tạo ba hành, là cứ hành duyên thức mà nó cứ đi vòng vòng như vậy. Còn nếu một cái người có học, có tu, có suy tư đúng đắn bằng chánh kiến, họ hiểu cái này thì họ không có nảy sinh ra cái ảo tưởng là có một cái tôi hằng tại vĩnh cửu di chuyển từ đời này sang kiếp khác. Mà mọi thứ là nó do nhân duyên. Bây giờ là sáu căn của đời này nó là quả của sáu ái đời trước. Với sáu căn bây giờ mà không khéo tu tập thì nó tiếp tục nó lại là điểm tựa cho sáu ái của đời sau. Mà cứ như vậy cứ đi vòng vòng đi suốt mùa như vậy, nhớ nha. Cho nên là một người hiểu như vậy thì họ không có mắc vào cái tài kiến. Thứ nhất đó là cái thường kiến, mà thường kiến nó có ba. Một là tin vào một cái tôi, tin vào một cái tôi. Thứ hai là không tin vào cái sự hiện hữu của một cái đấng. Một cái đấng gì ta? Một cái đấng tối cao, một cái đấng cha chung, một cái đấng thượng đế, một cái đấng chúa trời, một cái đấng A-la, một cái đấng như gọi là mà sáng tạo chủ, có quyền ban phước tha tội cho muôn loài, không có. Mọi thứ là nhân duyên. Và nếu hôm nay mà nói sơ sơ thì là như vậy, còn nếu mà bàn sâu một chút thì các vị sẽ thấy có hai điểm. Thứ nhất, có hai điểm mà để mình phản bác lại cái quan điểm về thượng đế. Thứ nhất, nếu có một cái đấng mà thượng đế đế mà sáng tạo muôn loài thì ta nói rằng đó là một con người rất là tàn nhẫn, tạo chi một cái thế giới là bất toàn bất tắc bất tường. Thì bên Thiên Chúa họ có thể giải thích, họ nói rằng Chúa tạo ra một thế giới như vậy để thử thách muôn loài nha, phải có đói có nghèo có bệnh để thử thách muôn loài. Nhưng mà nghe qua thì nó có vẻ nó suông đó, nhưng mà ngẫm lại đó. Tại sao với cái quyền lực vô biên của Chúa, Chúa không làm điều rách một thứ hoàn hảo, mà mắc gì mà phải đi thử giống như con người? Con người mình nó thì mình chế cái máy bay đợt một nó còn nhiều trục trặc, mình bay thử
thế trục trặc cái mình mới chế đợt hai, mình bổ sung những cái kỹ thuật, gọi là những bổ sung, mình đưa vào đó những cái kỹ thuật bổ sung. Rồi cái đợt 3, đợt 5, đợt 8, đợt 10 tới cái đợt thứ 19 là hoàn hảo, mình bắt đầu mới đưa nó vào sử dụng ở trong hàng không dân dụng, hàng không thương mại nha. Thí dụ như vậy. Nhưng mà Chúa thì không. Chúa đâu phải là một con, đâu phải là dởm như mình, nó phải con người mà bất bất toàn như mình nha. Nếu đúng mà Chúa là đấng vạn năng, toàn tri đó, thì một đấng tối cao nào đó là có thể ngày tạo ra ngay từ bắt đầu là đã cho nó perfect, ngay từ bắt đầu nó đã hoàn hảo toàn bích, hoàn thiện 100%. Mắc cái chứng gì mà phải thử tới thử lui, mắc cái gì mà phải đi thử thách những cái sản phẩm của mình. Con tôi nhắc lại, con người thì ok, nhưng mà Chúa mà còn phải làm qua chuyện đó thì Chúa không phải là toàn năng. Mà giàu có lý luận theo thần học, triết học gì đi nữa, phải nói là Chúa đã tạo ra một cái thế giới quá tàn khốc, vui ít khổ nhiều. Phải nói tôi không hề mang ơn cái sự mà sáng tạo đó, thà đừng tạo ra ha. Chứ tạo ra chi mà nó buồn quá nghe. Thứ đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nếu mà mình là một hành giả tuệ quán, thường xuyên quán chiếu danh sắc thân tâm, chúng ta sẽ thấy rằng thực ra chúng ta không cần đến cái sự hỗ trợ nào của đấng tối cao. Bởi vì rõ ràng là buồn vui, cái nào là vô ngã là vô ngã, cái nào do duyên tạo là do duyên tạo, hai cái này nó là một nha. Khía cạnh nào là vô ngã, khía cạnh nào là do duyên tạo. Cái nào do duyên tạo thì cái đó là vô ngã, mà cái nào vô ngã thì cái đó là do duyên tạo. Ở đây không có sự can thiệp của ai hết. Thí dụ như bây giờ tôi sống phóng dật, sống phóng dật, sống thất niệm thì tôi mới nói, mới làm, mới suy tư những cái điều mà khiến cho mình khổ tâm, khiến cho người khác phiền bực. Thì từ cái chỗ thất niệm đó là duyên, nó mới dẫn đến chuyện tôi khổ và người khác phiền. Cái chuyện tôi thấy rất là rõ ràng. Tôi ăn uống bất cẩn tự nhiên tôi bị bệnh nha. Tôi thức khuya thì bữa sau tôi lừ đừ. Cái đó là nếu mà hành giả tu tập tuệ quán sẽ thấy rất là rõ. Tất cả cái thiện ác buồn vui nó đều do nhân xa nhân gần nào đó, chứ không có phải là tự nhiên. Thì mình quan sát từ cái chuyện nhỏ cho đến chuyện lớn, mình thấy nó có điểm giống nhau. Là ở đời này mọi thứ nó vận hành, nó hiện hữu, nó tồn tại trên những cái điều kiện tác động. Mà phải thường xuyên quán chiếu như vậy đó, chứ không phải học suông như con nít còn bú bình nha. Phải thường xuyên quán chiếu lâu ngày nó mới thấm, mới hiểu. Đúng rồi, mọi thứ do duyên. Còn đằng này cứ không lo hành trì, cứ sống thất niệm, lâu quẩn cái nhào vô nghe pháp ba mớ cái về cái tiếp tục sống gọi là thất niệm nữa, sống mà không niệm không tuệ, lâu lâu cứ quẩn là vô làm chầu nữa, thì tôi nghĩ rằng khó lắm nha, khó lắm. Cho nên Phật pháp gọi là sanh đích thi cô, có nghĩa là mình có nghe đạo nhiều cách mấy đi nữa, thầy của mình có là Đức Phật đi nữa, thì phải sanh đích thi cô, nghĩa là cái sự chứng nghiệm phải do chính mình, chứ không thể nào mà thầy bà bè bạn láng giềng thân thuộc mà có thể thấy giùm mình, chứng đạo giùm mình, chứ nó phải là sanh đích thi cô. Và cái điều thứ sáu trong cái hồng ân của pháp bảo đó là bát chấp tăng quê thì tấp bồ quỳnh nhu hỉ. Cái đạo này phải cần đến cái sự động não, cần đến cái khả năng trí tuệ, chứ cái đạo này không phải dành cho những cái người mà ăn rồi nằm hả họng chờ sung nó rụng nha. Không có cái chuyện, không có trong đạo này, không có vụ mình nằm mà chờ sung rụng nha. Mà mình bản thân mình phải có khả năng động não, mà cái khả năng đó chỉ có ở người trí nha. Cho nên là tôi nhắc lại là chánh pháp là sanh đến thị cô. Thầy của mình là ai, bạn của mình là ai, ba má của mình là ai, chuyện đó không thành vấn đề. Trong vấn đề nhận thức chân lý thì phải tự mình thấy. Bà già của mình thương mình lắm, bà dám chết cho mình, nhưng mà bà không có khả năng đắc đạo giùm mình nha. Bởi vì bà uống cà phê thì bà biết cái mùi cà phê. Bà không thể nào vì cái tình mẫu tử mà bà tìm mọi cách để cho mình hiểu cà phê là gì, cái mùi cà phê ra sao, khi mà mình chưa hề biết chạm môi vô trong cái tách cà phê nha. May là ly cà phê mà nó đã cần đến cái sự thân chứng thể nghiệm thì nói chi là cái chân lý ở đời nha. Cho nên là cái thứ nhất, cái thường kiến là nó do cái gì ra, do không có hiểu được cái tính lý duyên khởi, nó không hiểu được lý bốn đế, cho nên nó có nhận thức sai lầm, cho rằng là có một cái linh hồn từ đời này qua kiếp khác, từ phút giây này qua phút giây khác. Tôi hồi nhỏ ở trong bụng mẹ với tôi lúc 4 tuổi là một, rồi từ lúc 4 tuổi cho đến lúc 40 tuổi là một, từ 40 tuổi cho đến cái tôi mà 90 tuổi nằm ngắt ngoẻo ở trong bệnh viện là một.
thì đó là thường kiến nha. Tức là cho có một cái tôi nó lưng lưu, lưng chuyển từ nơi này qua nơi khác, lúc này qua lúc khác, thì cái đó gọi là cái thứ thường kiến. Mà tại sao có thường kiến? Vì khuynh hướng tâm lý nha. Khuynh hướng tâm lý là sao? Là tôi sợ mất, tôi sợ mất, tôi không có cam tâm chịu nổi cái cảnh mà trời xanh mây trắng nắng vàng như thế này, gió mát hiu hiu, có một dòng sông vắng, có một con đò trưa đang trôi lững lờ trên đó, có một cô thôn nữ ngồi giặt áo bên cầu, rồi trai thanh gái lịch tung tăng trong xóm, rồi những đêm trăng, rồi điệu hò giả gạo, rồi trên phố thì có đèn màu, rồi có vũ trường, rồi có những cái khu phố đêm sang trọng shopping, bao nhiêu là thứ để mà yêu, để mà mê, đùng một phát chết mất tiêu cũng còn gì hết. Tôi chịu sao nổi cái gì? Mình còn tình yêu với quê hương dân tộc, yêu người dân, yêu người thân đủ thứ, đùng một cái mắt sao mà chịu nổi. Rồi trong đạo về công phu tu hành của mình từ đó đến giờ cũng núi cao rừng thẳm, kiên khem chia chai tịnh khổ hạnh, bần tăng khổ sải, rồi bây giờ tự nhiên buông sạch hết làm sao? Tôi chịu không nổi nha. Tôi chịu không nổi. Thứ nhất là tôi giảng tôi nhắm mắt. Thứ hai nữa là có một cái nhân vật, trời ơi, nó là pháp hỷ. Tại vì cứ biết cái câu hỏi của quý vị nó tào lao cỡ nào không? Khi mà tôi tập trung mà tôi giảng mà tôi trả lời quý vị cái câu đó là tôi phải nói tới Tết cũng chưa có xong nha. Mà trong khi đó là tôi đang trả lời cái câu hỏi cho quý vị đang ngồi, quý vị nhớ má hay là cái gì mà quý vị không nghe, mà quý vị đi hỏi một câu mà nó tàn tệ như thế này hả? Ok, bây giờ tôi nhắm mắt tiếp. Cho nên là một cái người mà có cái đời sống theo đạo á, đời sống theo Phật pháp á, là phải tận dụng ba cái thứ trí, đó là văn tư tu, để có thể có một nhận thức từ tương đối qua tuyệt đối về duyên khởi và bốn đế, để làm chi ta? Để từ đó nó không có cái cơ sở cho các loại tà kiến. Còn nếu mà mình vì cái sự thiếu sót, không có được cái trí tuệ về bốn đế, về duyên khởi đó, mà cộng với cái khuynh hướng tâm lý thích hưởng thụ, thích hiện hữu, thích tồn tại, cái thứ tâm lý mà sợ mất đi cái mình đang có, không cam tâm, không đành lòng với cái sự vắng mặt khỏi cái trần gian này, thì với cái khuynh hướng tâm lý này chúng ta là tuyệt đối có lý do, có cơ hội để mắc vào thường kiến. Nhớ nha. Ok, tiếp theo là phan mình, tự nhiên tôi muốn nói thêm nữa nhưng mà tôi suy nghĩ có nên nói thêm nữa hay không. Để cái riêng cái bài kinh này tôi sẽ hứa với quý vị tôi có thể giảng suốt 3 tháng một kinh Phạm Vẩn nha. Tới đây thì mà muốn nói thêm nữa thì cũng có thể, cũng nên nói thêm chút. Đừng có nghĩ rằng mình có học A thì đàm, đừng có nghĩ rằng mình có tu tuệ quán thức niệm xứ mà mình không mắc thường kiến nha. Cái đó là một cái suy nghĩ rất là sai lầm. Là vì sao? Vì khi nãy tôi đã nói rồi, cái khuynh hướng tâm lý của mình là sợ mất. Từ cái chỗ đó nó mới lòi ra cái chuyện là người ta đã dựa vào cái tâm hữu phần của A Tỳ Đàm Nguyên Thủy mà người ta chế ra cái A Lại Gia Thức ở bên Di Thích. Từ cái chỗ mà người ta luyến tiếc, người ta nắm níu cái sự hiện hữu danh sắc, người ta mới chế ra là đại viên cảnh trí, thành sở tác trí, bốn loại trí như thế. Tôi biết tôi nói gì sẽ gây sốc cho nhiều người, nhưng mà tôi phải nói thiệt là họ tiếc, họ tìm cách để họ nắm níu, họ giữ lại cái gì đó. Và chưa có hết, ngay bên Phật giáo Nam Tông thì cũng có không ít các vị đại đại sư. Bên Thái có, bên Việt có, tìm đủ mọi cách để chứng minh rằng nói là vô ngã, nhưng mà cái ngã tào lao á thì không có, nhưng mà cái ngã chân thường, cái ngã thanh tịnh á thì nên có, phải có và chắc chắn có. Làm ơn dò dò kỹ coi tôi đang nói trường hợp nào nha. Trường hợp đó có, tiếc chịu không nổi, tiếc quá, bị cái mà có nó đã quá. Đức Phật ngày dạy rằng khi nào mình quán chiếu, mình thấy rằng
một tí xíu hiện hữu cũng là khổ á, thì lúc đó mình mới vội vã lìa bỏ, buông tay. Còn hễ mình còn có một chút gì đó để mà mình thương yêu, mình nắm níu đó, thì bằng mọi cách mình sẽ tìm cách mình giữ nó lại ha. Giữ nó lại. Tôi nhớ Việt Nam có một câu mà nó tầm bậy bạ vô cùng, nhưng mà chỗ này tôi mong quý vị hiểu khác. Nó là tiếc gì một nải chuối xanh, năm bảy người dành cho mũ dính tay. Cái câu đó người ta nói một cái ý khác, hoàn toàn không có mắc mới gì Phật Pháp. Nhưng mà thật sự đó, chỗ này tôi tự nhiên tôi khùng khùng tôi nhớ lại câu đó. Xá gì một nải chuối xanh, xá gì một nải xanh, năm bảy người dành cho mũ dính tay. Là khi mình có sống quán chiếu rốt ráo, hoặc khi bản thân mình có qua những cái trải nghiệm khốc liệt về cái sự hiện hữu của danh sắc. Chẳng hạn như chúng ta trải qua một cơn bạo bệnh, trải qua một cái trận bể dâu tan thương, quất phá gia vong, trải qua một cái cuộc sinh ly tử biệt, một cái cuộc mất mát tình tiền dữ dội ác liệt, thì lúc đó từ từ chúng ta mới thấm, mới thấm thì ra mất thì tốt hơn. Và tôi đã nói không biết bao nhiêu lần, có nhiều cách để mình chán đời. Chán đời kiểu tặng kinh, chán đời kiểu tặng luật, chán đời kiểu A Tỳ Đàm. Chán đời kiểu tặng kinh là sao? Tặng kinh cho ta biết rằng ta là luân hồi vô số kiếp, sữa mẹ mà ta bú, nước mắt mà ta khóc, máu mà ta đã chảy, mồ hôi mà ta đã đổ trong vòng luân hồi đó. Mỗi người nha, mỗi người nhiều hơn nước trong bốn biển. Cái cơ hội làm người đó, nó mong manh, nó hiếm hoi. Cái xác suất nó thấp hơn là cái cơ hội, cái xác suất của con rùa mà rùa mù trăm năm mà nó trồi đầu lên mà nói chung lọt vô cái lỗ ván. Đó là cái kiểu sợ luân hồi theo cách nói của tạng kinh. Sợ luân hồi theo cách của tạng A Tỳ Đàm là sao? Là quán chiếu thấy rằng ta sanh ra và chết đi trong từng khoảnh khắc. Quán chiếu thấy rằng niềm vui hay nỗi buồn thì tự chung lại đều là khổ hết. Không có một hiện hữu nào trên đời này mà nằm ngoài ba khổ. Nhớ nha, nghĩ vậy rồi teo. Nản, chán nha. Đó là cái cách sợ luân hồi sinh tử theo cái kiểu nói của A Tỳ Đàm. Còn cái kiểu tặng luật, đụng đâu tội đó, đụng đâu thì phạm đó. Giữ lực cho trong sạch đó, thì nó khó vô cùng. Vì sao vậy? Vì cái phàm tánh của mình, cái phiền não của mình nó đầy ắp. Đụng đâu thì mình thấy phiền não đó, mà đụng đâu thì phạm giới đó, đâu thì tội lỗi nó chồng chất đó, đó. Chỉ riêng cái người giữ giới đó, họ thấy đói muốn chết mà vì giữ lực phải nhịn thèm. Chỉ riêng người giữ lực mới hiểu nha, lạnh muốn chết mà không dám, không dám gọi là dùng cách này cách kia để mà kiếm đồ đắp. Bệnh muốn chết mà không có dám dùng cách này cách kia để kiếm thuốc. Đói nè, lạnh nè, bệnh nè, nhà giọt cột siêu nè, y rách nè, mà nếu mình giữ lực cho nó trong sạch á thì phải nói là chỉ có một chữ thôi, ráng chịu nha. Tôi phải nói rõ như vậy. Cho nên cái người mà giữ lực trong sạch á, họ có nhiều cái cớ để họ sợ sanh tử lắm. Bởi vì họ thấy bây giờ mà lộ cái y ra quần tục sống như người đời đó, thì cái khoảng cách giữa một người đời với một con thú nó không có xa bao nhiêu hết, bởi vì thích là làm nha. Còn bây giờ mình đắp y vô đó, mình giữ luật á, thì đụng đâu thì phạm tội đó, đụng đâu thì phạm giới đó, mà phạm đâu thì tội đó. Mà nếu mà giữ luật á, khổ vô cùng, khổ lắm. Mà tôi biết ở trong room này cái người mà có thể chia sẻ cái quan điểm này của tôi nghĩ không có nhiều, để các vị không có tưởng tượng được cái khổ của người giữ giới. Tôi nói như vậy là tôi nói theo kinh, chứ tôi không bao giờ dám nói tôi là người giữ giới để mà tôi biết cái đó không có nha. Tôi nói rõ nha, tôi không có nói về tôi nha. Tôi chỉ nói rằng tôi biết theo kinh điển, biết theo cái kinh nghiệm của các bậc tiền bối họ trao truyền lại là như vậy. Có nghĩa là cái tạo lực là một cái thứ kinh nghiệm tàn khốc về vạn hữu. Có nghĩa là mình sống như cái người mà đời đó thì tội lỗi, mà sống theo luật á thì đụng đâu khổ đó. Khổ lắm quý vị, khổ lắm. Tôi kể quý vị nghe một cái chuyện nhỏ thôi, nhỏ xíu. Ngài Xá Lợi Phất bị bệnh, trong kinh cho nói bệnh chứ chẳng nói bệnh gì, đau lắm. Thì ngài Mục Kiền Liên nhìn biết là sư huynh đau lắm, cho nên ngài mới hỏi vậy chứ ngày xưa khi mà còn ngoài đời chưa xuất gia đó, sư huynh mà bị như vậy nè,
thì có bị như vậy lần nào chưa, mà nếu bị như vậy thì có dùng thuốc ngay làm sao? Thì ngài Sĩ La Phất ngài nói ngoài đời khi bị tôi cũng có bị, nhưng mỗi lần bị như vậy nè thì mẹ tôi nấu lấy sữa nó nấu với chút ít cái này kia kia nọ vậy đó, rồi tôi ăn vô cái nó hết rồi. Thì ngài trong kinh nói là thì chư thiên họ mới nghe được, chư thiên họ mới nghe được cái cuộc nói chuyện của ngài, họ mới đi dục, họ mới khiến cho mấy cái thí chủ mà thân thiết của ngài Bụt Mục Kiền Liên biết cái chuyện đó. Còn ngài Bụt Mục Kiền Liên thì ngài ôm bát ngài tới nhà thí chủ để mà có một cái hy vọng là người ta sẽ cho ngài cái món đó. Cái món nó theo lời kể trong kinh thì cũng dễ kiếm lắm, giống như bây giờ mình mà canh chua đồ xào đậu xào vậy thôi, nó cũng dễ kiếm. Thì ngài nghĩ bụng là tôn giả Sa La Phất chắc chắn đủ phước để mà hôm nay tìm được cái món thuốc thích hợp. Đấy, mà may mắn ở chỗ là chư thiên họ đã lắng nghe được cuộc nói chuyện giữa hai cái bậc Đại Long Tượng Đại Thánh Giả này, cho nên họ đã dục cho thí chủ họ chuẩn bị sẵn cái món đó, và họ đem món họ cúng cho ngài Mục Kiền Liên. Ngài Mục Kiền Liên mới đem nó về dâng lại cho ngài Sa La Phất. Thì ngài Sa La Phất nhìn thấy đó, đó ngài biết ngay, ngài nói là cái món này là do tôi nói mà có, tôi có thể chết, ruột tôi có thể đổ ra ngoài, nhưng mà tôi không có ăn cái món này được, mặc dù lúc đó ngài đã là một vị A La Hán rồi. Nếu mà nói cho nó rốt ráo, cho nó khách quan, cho nó công tâm một chút thì tuy là do ngài nói ra thì mới có cái món này, nhưng mà phải nói cho nó hơi khách quan là cái món này đâu phải là do ngài đi sinh, đâu phải là do ngài gợi ý đâu, vì cái người ngài nói ra là một vị A La Hán khác nha. Ấy vậy mà ngài vẫn, trong kinh đó là do có thói quen nhiều đời đó, là ngài không có dễ dàng chấp nhận những cái thứ lợi nhuận mà theo ngài là nó có nguồn gốc không có minh bạch. À, là tôi đang giải kinh bằng cái ngôn ngữ hiện đại nha, là ngài không có dễ dàng chấp nhận những thứ lợi nhuận mà không có minh bạch. Thế là ngài từ chối và ngài vượt qua cơn đau bằng thiền định, bằng cái phước báo riêng, nhớ nha. Thì các vị thấy chưa, tôi kể cho bà con nghe một câu chuyện nhỏ xíu thôi, tôi chỉ nói là ngài sẽ lại phát bị bệnh, với các vị có biết ngài bệnh gì hay không, và các vị biết đau cỡ nào thì chỉ có trời biết thôi. Tôi nghĩ là không có phải ít đâu, bởi vì đau đến mức mà ngài Mục Kiền Liên ngài hỏi thăm mà. Chứ nếu mà đau kiểu là chóng mặt váng vất chút đỉnh ha, thì có lẽ ngài Mục Kiền Liên không hỏi đâu. Chắc nhìn ngài cái phát giống như là tái mặt đổ mồ hôi thì ngài mới là hỏi nha. Thì tôi trở lại đó là cái cách đó là cách sợ sanh tử bên Tạng Luật nha. Thì khi mà mình có thấy sợ sanh tử á, mình có thấy sợ sanh tử thì mình mới bắt đầu mới nhàm chán cái sự có mặt ở đời này. Và tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần nha, là có sanh về cái cõi nào đi nữa, sống lâu bao nhiêu đi nữa thì cũng có lúc nó mãn thọ. Mà mãn thọ làm sao, là nó hết còn sống ở đó nữa, nó trở về với cái đơn vị gốc. Có nhiều người trong cứ tưởng là cái đơn vị gốc là cái chữ tôi nói đùa, không phải, cái đó là có thiệt. Đơn vị gốc có nghĩa là trừ ra thánh nhân, trừ ra thánh nhân, còn lại hễ là phàm phu thì anh có đi đâu đi bao xa thì cuối cùng anh phải trở về dục giới cho tôi nha. Đó là cái luật. Và anh có đắc cái giống gì, anh đắc cái thiền gì tôi không cần biết, mà anh mãn thọ rồi á thì anh trở về dục giới này anh cũng phải tiếp tục sống với cái tâm dục giới cho tôi nha. Đó là luật. Và cái tâm dục giới ở đây là đa phần thời gian trong một ngày là anh phải sống 90% là sống bằng tâm bất thiện, 12 tâm bất thiện cho tôi, còn cái 8 tâm đại thiện nói cho vui thôi nha. Tôi phải nói là nói cho vui, chứ còn trong một ngày như vậy, một người không biết đạo á, một ngày như vậy đó thì có được bao nhiêu lần sống bằng tâm thiện, hiếm vô cùng. Đừng có mà tự gạt mình, đừng có tự dối lòng nha. Thật sự mình hiếm hoi lắm, một ngày mình sống toàn là buông cái này bắt cái kia, không tham thì giận, không tham thì giận, không giận thì tham nha. Cho nên đó là cái phiền não nó là đơn vị gốc, cõi dục giới là đơn vị gốc, và bốn cái khổ cảnh á, địa ngục, Atula, ngạ quỷ, bàn sanh, nó lại là đơn vị gốc của đơn vị gốc. Có nghĩa là các cõi dục giới nó là đơn vị gốc của tam giới, mà bốn cái khổ cảnh nó là đơn vị gốc của dục giới. Có nghĩa là anh nay gốc là sao, có nghĩa là anh đi đâu rồi cuối cùng anh là cũng phải về đó, dầu muốn dầu không thì anh cũng phải về, thì cái đó mới gọi là gốc.
cái đó là cố quận của anh, đó là quê cha đất tổ của anh nha. Anh phải nhớ cái đó. Đó là lý do tại sao mà mình ớn sanh tử, bởi vì đi đâu thì đi mà cuối cùng mới trở về đơn vị gốc. Còn quý vị hỏi tôi tại sao thì tôi chỉ trả lời một cách vắn tắt, đó là sức hút của cái phàm tâm, sức hút của cái dòng luân hồi, đó là sức hút tự nhiên. Muôn đời nhiều đời nhiều kiếp mình đã quen như vậy và nó đã trở thành một thứ quán tính rồi. Khi mà mình quán chiếu mình thấy mình ngán, mình sợ đó, đó là sợ theo tạng kinh. Còn sợ theo A Di Đà thì mình thấy cái thằng người mà hồi sáng giờ mà nó ngồi trên chiếc du thuyền đó, nó đã sống chết không biết là bao nhiêu lần, và thời gian 8 tiếng đồng hồ từ sáng đến giờ đó, ngồi trên du thuyền đó, thời gian khổ của nó nhiều hơn thời gian vui, là tại vì nó thất niệm, nó không biết nha. Cái thân này chỉ cần chánh niệm một chút sẽ thấy rằng nó khổ trăm bề. Cái cảm giác mà đau khổ tự có và sung sướng tự có đó, các vị đông đông trên 18 tuổi chắc hiểu. Cái thân này nếu ngồi yên sẽ thấy cái cảm giác mà sung sướng tự có nghĩa là mình ngồi yên mà nó vì lý do nào đó mà nó được thoải mái đó, nó ít hơn là cái sự đau khổ tự có. Vị đông đông có hiểu không ta? Nếu mà ngồi yên mà nhìn á, ngồi yên á để coi đó ha, thì cái niềm vui mà trong tâm mình mà tự có đó, nó ít hơn cái nỗi khổ tự có. Rồi cái thân cũng vậy, ngồi yên mà nhìn giùm tôi đi nha, chứ đừng có nghe tôi giảng mà phải tự mình quán chiếu chứng nghiệm nha nha, chứ đừng có nghe ai nói. Thì ngồi yên để cái khổ của thân của tâm á, rồi cái niềm vui của thân của tâm á, coi tự có đó, cái nào nhiều hơn. Rồi đi qua tới thiện bất thiện, cái thiện mà tự có nó hiếm hơn cái ác tự có, cái bất thiện tự có. Mà nếu mà cái ác tự có nó nhiều hơn thì cái lực tự nhiên là cái khổ tự có nó sẽ nhiều hơn là cái vui, vui tự có, cái lực tự nhiên nhé. Yeah. Thì quán chiếu chỗ này nè, hành giả ớn luân hồi nha. Yeah. Ớn luân hồi và ớn luân hồi đến cái mức mà thấy rằng tìm mọi cách mà nắm níu một cái tôi trong cái cõi đời này, nó giống như là mình cố gắng để tìm một cái quốc tịch mà ở cái xứ trời ơi. Chẳng hạn như bây giờ mà mình chạy cho ra được cái quốc tịch ở Venezuela, là ở Syria, là ở Iraq. Biết các vị có biết ba cái xứ này không ta? Syria nè, rồi Iraq nè, rồi mới nói cái xứ ở Venezuela. Thôi rồi, cái xứ đó tôi nói tôi ớn vô cùng luôn. Cái xứ Venezuela, mấy ngày nay quý vị biết không? Đi theo cái là định hướng xã hội chủ nghĩa, từ cái thời ông cố nội là Hugo Chavez tới bây giờ ông chết rồi, ông bị ung thư ông chết, ông để là một cái di sản gọi là đỉnh cao trí tuệ. Bây giờ nó người dân ở Venezuela nó coi như nó thành ăn cướp, nó còn tệ hơn dân miền Bắc mà cái thời mà 45 mà cướp kho thóc của Nhật nữa. Nó tràn vô trong mấy cái siêu thị, rồi nó tràn vô mấy cái ngân hàng, rồi mấy cái tiệm lẻ, tiệm bán nhỏ lẻ, là cướp được thì cướp, mà trộm được thì trộm. Rồi cảnh sát bây giờ họ coi như là họ phải xài tới là bạo lực rồi. Chứ bây giờ không có còn thương lượng, không còn giải thích, không có còn năn nỉ, không còn ôn hòa nữa nha. Mà mình do mình đi một đường lối trời ơi. Thì bây giờ quý vị thử tưởng tượng là ba cái nước này nè, mà quý vị nghe tên người thân thương nhất của mình ha, mà đang tìm mọi cách để mà xin vô trong đó, có quốc tịch trong đó, định cư trong đó, mua nhà, mua đất trong đó. Quý vị nghĩ coi cái người đó có phải bị ấm tráng không? Rờ tráng nó có bị khùng không? Nha. Đây cũng vậy. Khi mình quán chiếu mình thấy thân này có vấn đề, thế giới này có vấn đề, tam giới này có vấn đề, thì cái sự nắm níu, tìm một cái điểm tựa để mà trụ lại ở đó, thì có đúng là mình bắt trại không? Nha. Thì do hiểu được bốn đế, do hiểu được mọi duyên khởi, thì chúng ta không còn tiếp tục mắc vào cái thường kiến nữa. Còn đoạn kiến làm sao? Đấy. Cái đoạn kiến là nó y chang như thường kiến vậy đó. Có nghĩa là do không hiểu bốn đế, do không hiểu được cái lý duyên khởi, cho nên nó cứ thấy nó có tồn tại một cái tôi. Có một điều đặc biệt là do cái khuynh hướng tâm lý của một số đông, chứ không phải ít đâu nha, một số đông chúng sinh. Họ không tin vào cái gì mà họ không có chứng minh được. À, cái này mới đặc đạo. Có một số chúng sanh nó khổ quá bạ, cái gì cũng tin. Người ta nói hữu sự thì khấn tứ phương nha. Hữu sự thì khấn tứ phương, có nghĩa là lúc mà khổ quá, sợ quá thì giống giả gì cũng tin. Nhưng mà nó còn có loại người thứ hai cũng đọc chiêu lắm.
nó cũng hưởng thụ như người ta, nó cũng mê đời, cũng mê gái, mê tiền, nó cũng thích ăn sung mặc sướng, lụa là gấm dốc, xe cộ, nhà lầu y như người ta vậy đó nha. Nhưng mà anh có một cái hướng độc chiêu, đó là anh không có tin cái gì mà anh không có chứng minh được, anh không có tin cái gì mà anh không có thấy được, không có sờ đụng được. À, cái này mới đọc à, nghĩa là anh y chang như cái thằng cha thường kiến vậy, mà có một điều là cái anh cộng với khuynh hướng hơi lạ nha. Cái anh chàng kia thì khổ quá bạ đâu tin nó, còn thằng cha này khổ thì khổ, nhưng mà ảnh thì cái khuynh hướng tâm lý nhiều đời ảnh là ảnh chỉ tin cái gì chứng minh được. Nghe qua thì nó sang, sang quá, nghe cái thằng động kiến nó sang hơn cái thằng cha thường kiến, đúng không? Nhưng mà ngồi nghĩ lại đó, cái sang này là cái sang gì? Cái sang đàn, cái sang ngang, chứ sang nổi gì sang. Mà vì sao nghe thì có giải trí thức á, nghe trí thức là cha thường kiến, bởi vì không tin vào cái chi mà mình chưa chứng minh được, sang quá. Nhưng mà nghĩ lại cái tại sao mà tôi chê là không sang, là tại vì anh không tin, anh phủ nhận cái anh không có thấy được, thì ít ra anh phải tìm được cái chứng minh là nó không có, chứ không phải là anh không thấy là nó không có. Chứ đụng rung có nghe kỹ không ta? Alo, nghe thì sang á, nghe cái thằng cha đoạn kiến thì sang hơn thằng cha thường kiến, thường kiến thì tin là bảy tầng bạ, tin những cái mình không có chứng minh được, rồi không có cũng ráng bịa để mà tin. Còn cái ông thường kiến này thì nghe cái giải trí thức nè: tôi không tin, tôi không chấp nhận cái gì tôi không thấy, không hiểu, không chứng minh được, sang quá. Nhưng mà mình ngồi ngẫm ngẫm lại, đâu phải cái gì trên đời này mà cái đầu bư của mình nó cũng có khả năng chứng minh đâu quý vị, hả? Làm sao mà tôi có thể chứng minh được mọi sự ở đời này? Thí dụ như đông đông mà tôi lụm lại một người, thí dụ như là phù du gì đó, đây phù du 21, tôi có biết phù du 21 là ai đâu. Tôi không biết phù du 21 là nam hay nữ, trong nước hay ngoài nước, đang ở châu lục nào, già trẻ, giàu nghèo, bệnh hay là khỏe, tôi đâu có biết. Như vậy có nghĩa là phù du 21 không có thật nhé, phù du 21 không có thật, bởi vì tôi không chứng minh được. Hoặc là ở dưới đại dương nó có những loại động vật, có những loại cá, có những loại khoáng chất, có những loại rong tảo mà tôi chưa bao giờ mà tôi biết tới. Điều đó có nghĩa là cái thứ đó nó không có, phải không? Thứ đó nó không có, có nghĩa là mai này mà tôi có thấy chụp hình á, những cái loại rong tảo, những loại cá, những cái loại ốc, cua, sò hết ở dưới, thì tôi nhìn tôi nói cái này là Photoshop. Bởi vì theo tôi biết á, thì con cua nó có hình dáng như thế này nè, cái con ốc nó phải hình dáng như thế này mới là có thật nha. Chứ còn hình dáng như thế này thì tôi chưa có thấy, tôi nghĩ cái này là Photoshop. Quý vị nghĩ sao nhé? Cho nên á, cái anh này thì nghe ảnh có hơi sang anh thường kiến, là ảnh trí thức hơn, ảnh chỉ tin cái gì mà ảnh chứng minh được. Mà nó khổ một chỗ cái khả năng chứng minh của mình trong cuộc đời nó được bao nhiêu, thế là nó mới lâu ra cái là hẹn người thứ hai là loại người đoạn kiến. Có nghĩa là người đoạn kiến cũng chấp ngã và thích hưởng thụ như người thường kiến, nhưng do cái gì ta, cái khuynh hướng tâm lý chỉ tin một đời này hoặc một khoảng thời, hoặc là một thời, đây là một thời điểm nào đó, chỉ tin gì ta, chỉ tin vào cái tôi ở đời này nha. Cái tôi đời này hoặc một thời điểm nào đó. Đó, ghi cái cây này quan trọng nha. Người đoạn kiến cũng chấp ngã nè, cũng thích hưởng thụ như cái người thường kiến vậy đó, nhưng mà do khuynh hướng tâm lý họ chưa tin vào cái tôi ở đời này vào một thời điểm nào đó. Thì trong kinh nó có giải thích cho mình nghe ba cái lý do tà kiến: một là học từ ai đó, hai là tự mình á ngồi suy diễn, tối gác chân lên trán suy nghĩ, tưởng tượng, lý luận, cuối cùng nó mới đưa ra một cái nhận xét, một cái quan niệm, một cái nhận thức nào đó nha. Và cái thứ ba, cái này mới ghê nè,
là do họ là cái người có thiền định thần thông. Chẳng hạn như họ đắc thần thông, họ nhớ lại, họ đắc được cái gọi là cái túc mạng thông, họ nhớ lại cái thời gian mà họ sanh về cái cõi vô tưởng. À, họ thấy rằng cõi vô tưởng là cõi không có tâm, mà tuổi thọ nó tới là 500 đại kiếp. Mà trong kinh có nói rõ là Bồ Tát chỉ nhớ được 80 đại kiếp. Thấy không? Người thường không phải Bồ Tát á, chỉ nhớ tối đa là 40 đại kiếp. Thánh nhân thì có thể xa hơn cái giới hạn đó, nhưng mà tối đa đó thì cũng không hơn 4 A Tăng Kỳ. 4 A Tăng Kỳ ha. Mỗi vị Phật á chỉ có 4 đại đệ tử nhớ lâu hơn 1 A Tăng Kỳ. Như Đức Phật Thích Ca hả, có 2 vị thượng thủ, rồi Bà Gia Du và Ngài Pa Hí Giá, là nhớ được tiền kiếp lâu hơn 1 A Tăng Kỳ. Alo, alo, để rồi. Thì quý vị tưởng tượng thì cái dòng luân hồi của mình nó lâu biết là bao nhiêu. Nước mắt mà mình khóc, cái sữa mẹ mà mình bú, mồ hôi mà mình đổ ra, máu mà mình chảy ra, nó nhiều hơn 4 biển. Thì quý vị tưởng tượng cái khả năng mà nhớ mà 40 và 80 nó là cái gì? Nó giống như là mình đi ở ngoài giữa biển Thái Bình Dương mà mình thò cái cây viết chì xuống, mình dò cái đáy biển vậy đó. Nó giống vậy, nó còn tệ hơn cái đó nữa, tệ hơn. Bởi vì ít ra đó thì cái chiều sâu của Thái Bình Dương, cái chỗ sâu nhất là cái rãnh Marina, nó là hơn 10 km. Mấy cây bút chì á thì cứ cho nó là 2 tấc, thì cái 10 km này nó là một con số, mà nó là một cái limit. Mà cái chiều dài cái viết chì là 2 tấc cũng là một cái limit. Nếu mà thành lập một cái phân số thì nó là mẫu là một limit, mà tử số cũng là một limit. Trong khi đó 40 hay là 80 A Tăng Kỳ thì nó là tử số limit có giới hạn, nhưng mà cái mẫu thì mẫu số thì không có giới hạn, vì mẫu số nó là dòng luân hồi. Như vậy thì nó biền biệt, nó dạy nó là một cái phân số gọi là n nè, cái mẫu này là n nè nha. Cho nên chẳng có thấm thía vào đâu hết nha. Cho nên nó là có nhiều ông đại ca của tôi là đắc thiền mới nhớ lại. Ông nhớ lại cách đây là một kiếp sống, hai kiếp, kiếp sống nó khác mà kiếp trái đất nó khác nha. Ông nhớ 1 kiếp, 2 kiếp, 3 đời, 8 đời, 15 đời, 2000 đời, 6000 đời, 7 triệu đời. Ông nhớ cho đã, nhưng mà ông nhớ hết một kiếp trái đất, rồi ông nhớ thêm một kiếp trái đất nữa. Ông nhớ tổng cộng maximum là có 40 kiếp trái đất thôi. À, còn Bồ Tát cái đẳng giác thì gấp đôi. Do cái phước riêng ấy, ba la mật cái hỗ trợ, người nhớ gấp đôi là 80, mà cái 80 đó nó thấm béo gì đâu. Cho nên Bồ Tát thì thôi để qua một bên, thì nói người thường khi mà họ nhớ nhầm ngay cái kiếp mà họ sanh vô cõi vô tưởng không có tâm ấy, thì họ mới nghĩ rằng thì ra trước đây ta không có mặt ở đời, ta chỉ mới có mặt ở đời này á là có 37 kiếp thôi. Các bạn nghe hiểu không? Alo, ta chỉ mới có mặt có 37 kiếp, hoặc là ta mới có mặt 13 kiếp thôi, giờ đó ta không có. Rồi có rồi họ quán nữa, quán cái đó quán quá khứ, bị quán bị lai nè, họ quán mà họ quán nhầm ngay cái kiếp mà họ sanh về cõi vô tưởng rồi lại chết lần nữa. Như vậy thì trước đây ta không có, mà ta chỉ tồn tại trong cuộc đời này có 30 mấy kiếp và thêm 15 kiếp nữa thì ta sẽ biến mất khỏi cuộc đời này,
không có gọi là có mặt nữa. Mà thật ra không phải là họ họ vĩnh viễn ra đi, mà bởi vì họ xâm vô cái cõi vô tưởng không có tâm, mà họ không có biết kinh. Trong kinh nói khi mình nhớ là cái cõi vô tưởng, cái nhớ thời gian xâm vô cõi vô tưởng, nó giống như là một cái người mà đứng trong cái chỗ sáng mà bắn một cái mũi tên vào bóng đêm vậy đó. Biết nói trong hình dung được không ta? Cái người mà khả năng ít quá, phải thành ít quá nha, thì trừ ra mấy vị gọi là thượng thủ cao cấp như ngài Mục Kiền Liên Hành Sách Đại Pháp của Đức Phật thì thôi, nhưng mà dưới cái mức đó thì khi mà các vị nó quán lại nhớ lại mấy cái kiếp mà sanh về cổ tịnh cư của Bồ Tát, nó giống như người ta đứng trong bóng tối mà ở đứng trong ánh sáng mà người ta bắn một mũi tên vào bóng đêm, có nghĩa là có theo dõi được một đoạn, có theo dõi được một đoạn, có thể thấy mũi tên nó vút đi một lát rồi thì mất tiêu, không thấy nữa, nó đi mất, mất hút vào bóng đêm mịt mù nha. Thế là cái trường hợp thứ ba này mới ghê. Trường hợp thứ nhất là tà kiến là do nghe người ta nói thì mình có lúc mình cũng bán tính bán nghi. Trường hợp thứ hai là do mình là suy diễn thì nhiều lúc chính mình cũng có thể nghi ngờ bản thân mình. À, hai cái trường hợp đầu thấy ghê thiệt, nhưng mà nó cũng có lúc mình tự gỡ được. Còn cái trường hợp thứ ba là mới ghê. Chính tôi là người ly dục, chính tôi là người có thần thông, chính tôi là người đắc thiện, tôi là hơn hẳn thiên hạ mà. Yeah. Ở trong 7 tỷ người trên hành tinh này có bao nhiêu người đắc thiện như tôi? Yeah. Mà tôi thấy rõ ràng bằng cái trí tuệ của một người đắc thiện, tôi thấy rõ ràng là cách đây 37 kiếp là tôi không có nè. À, rồi 18 kiếp nữa là tôi mất tiêu nè. Mà cái thấy này là bằng gọi là trí tuệ của một người ly dục nha. Tôi là coi như là trong 7 tỷ người trên hành tinh này, tôi là người coi như là nằm ở trong hàng thấp à. Ừ, tôi hàng thấp. Rồi quý vị tưởng tượng cái tà kiến của tôi làm sao gỡ nổi đây. Hả? Cho nên thời Đức Phật còn tại thế, trong kinh kệ có một buổi trưa sau cái giờ cơm, ngài mới do cái trí đại bi, cái trí đại bi ngài quan sát từ giờ ngài thấy. Ngài thấy coi như là có một cái vị Phạm Thiên mà có cái tà kiến cho rằng là kiểu kiểu dạng vậy đó. Ta là chắc là không có ai mà tới đây được, ngoài ra ta là tùm lum hết cái chỗ mà ở là mênh mông sao vắng hả. Thì lúc bấy giờ thì ngài vì cái lòng đại bi, ngài biết ông này có huệ căn, độ được gieo cái chủng giác ngộ được, cho nên là ngài lập tức thì biến mất ở chùa Kỳ Viên mà ngài có mặt ở trên cái cõi đó. Thì ông nhìn ngài ông khiếp rồi, nhìn ông mới hiểu, ông mới nghĩ ồ thì ra mình đâu phải là ông cố nội của thiên hạ đâu, ta có người cũng tới đây được vậy. Mà Đức Phật ngài lên ngài ngồi trên cái đầu ông. Ông ngồi, ông đang ngồi xếp bàn mà Đức Phật kia ngồi trên đầu ông. Thì lúc đó Đức Phật nó suy nghĩ thế này: Mục Kiền Liên, Maha Kassapa, Anuruddha và Maha Kapina, bốn vị hắn lập tức có mặt ở đây. Thì với cái sự chiêu cảm và cái tâm lực gọi là vời, chữ vờ là chữ V đó, vời là kêu đó, vời gọi của Đức Phật ấy, thì cái linh cảm của bốn vị đại đệ tử biết được. Các vị có quyền thông tin nha. Thì các vị có thể kể, nghĩ là tôi đang kể chuyện phong thần hay là nguyên thủy thiên tôn mà đấm với na tra cũng được nha. Thì coi như đó là bốn vị đại đệ tử với cái sự về gọi mà bằng cái tâm lực vị chánh đẳng giác, các vị linh cảm được, các vị nó lập tức có mặt. À, các vị thì ngồi đằng trước, vị ngồi đằng sau, vị thì ngồi bên phải, một vị thì ngồi bên trái của ông Phạm Thiên này. Thì ông mới hết hồn, ồ thì ra hồi nãy một ông sư phụ bây giờ thêm bốn đệ tử là cũng lên được hết á. Mình thấy dễ sợ không? Mình dưới đây mình dốt đặt mình tài kiến, mình là người hưởng dục mình tài kiến thì nói gì, còn cái mà ổng là lên hàng thượng thừa quá, tài kiến mới ghê chứ. Yeah. Thì lúc đó ông thấy như vậy ông mới ồ, như là mình là mới là bư thiệt nè. Có nghĩa là mình tưởng là mình là cái rúng của vũ trụ, nhưng mà thật ra là bảy vị sa môn này người ta cũng lên tính bơ nè. Thì lúc đó Đức Phật ngài mới thấy ổng đã gọi là dao động rồi thì ngài biến mất. Thì lần lượt ba vị đại đệ tử biến mất khách, biến mất khỏi cái cõi Phạm Thiên. Thì còn lại một ngày một mình ngày Mục Kiền Liên, thì cái vị Phạm Thiên này mới hỏi. Hỏi vậy chứ cái tầm tầm mà coi như cái khả năng mà như bốn vị như vậy đó. Không, đạo sư thì quá quá rồi tôi không nói, mà bốn vị đệ tử như vậy thì sao ta? Nhiều không, có nhiều không? Thì ngài nói rằng cái kiểu mà tam minh lục thông như vậy thì nhiều lắm. Ha. Còn nếu mà chỉ là sơ quả thì nói ra coi chừng nói dối, coi chừng mắc tội vọng ngữ, cái thấy dễ sợ không? Đó, ngày một liệt. Thì phải nói đó là
cái thứ mà càng học thức chừng nào mà tới hồn mà nó bị ngộ nhận á, là hết thuốc gỡ, gì biết không? Cái thứ dốt dốt á, mình còn mình sửa nó được, hy vọng, bởi vì nó dốt thì mất bữa nào mình chửi cha đó, mình nói mình ngu quá, mày ngồi tao nói cho mày nghe. Còn cái thứ mình nó trí thức mà nó đã chịu ngộ nhận rồi thì chết. Mà bên Tạo nó có một câu thế này: thà chém đầu 1000 viên võng tướng ngoài trận còn dễ hơn là thay đổi cái suy nghĩ của kẻ thất phù. Alo, có nghe không? Tôi nhắc lại, thà lấy đầu 1000 viên võng tướng ngoài trận nó còn dễ hơn là thay đổi cái ý tưởng, cái suy nghĩ của một cái thằng thất phu. Tại sao vậy? Mình nghe đó thì có vẻ nó hơi vô lý nha. Mình nghĩ cái gì về kỳ đó? 1000 viên võng tướng kiểu mà Trương Phi, kiểu mà Mã Siêu, Trương Tử Long, Ngụy Viên, Khương Duy, mà mình thà chém 1000 tên như vậy đó, mà nó còn dễ hơn mà thay đổi cái suy nghĩ của một cái thằng ngu. Mình nghe thấy quá nên ngồi ngẫm lại đúng. Là bởi vì sao? Là vì ít ra đó, cái chuyện mình chém đầu 1000 tên kia đó, tuy nó hoang tưởng thiệt, nhưng ít ra trên mặt lý luận có thể nó khả thi. Là vì sao? Là vì mình có thể dùng mỹ nhân kế nè, ly gián nội bộ nè, lịch sử đã chứng minh chuyện đó rồi nha. Hoặc cuối cùng mà khùng quá lấy đại ra cái bom nguyên tử liền như đầu nó thì 1000 thằng cũng chết sạch. Thí dụ như vậy, nó hơi nghe nó hài hước nhưng mà ít ra thì cũng còn có chỗ khả thi, possible. Nhưng mà bây giờ tôi hỏi cái bị sửa làm cách nào mà sửa được suy nghĩ của ông cái thằng trời ơi, nói cho tôi nghe đi. Trong râm cũng gì nghĩ ra được không? Chứ tôi nghĩ không ra. 1000 cái đầu dũng tướng tôi nghĩ ra được, ít ra tôi cũng nghĩ được là mỹ nhân kế nè, dùng tiền mua nè, rồi ly gián nội bộ nè, xàm tấu nè, không? Hối lộ mấy thằng thái giám nè, kiểu như tầng cối rồi đó, cái dạng mà tầng cối mà vô mua chuộc thái giám, Mao Duyên Thọ mà đẩy Vương Chiêu Quân mà đi cống hồ, cái dạng như vậy nó được, dùng tiền là coi như là nhớ. Cái gì mà không giải quyết bằng tiền thì có thể giải quyết bằng nhiều tiền. Làm sao nói tiếng Việt như tiếng Miền. Cái gì mà không giải quyết được bằng tiền thì giải quyết bằng nhiều tiền. Và nói về một nhân vật ở trong phim Tạo, tiền không phải là vạn năng, nhưng không có tiền thì vạn vạn bất năng. Có nghĩa là tiền không phải là vạn năng, nhưng mà không có tiền thì rất nhiều chuyện coi như thua nha. Thì ở đây cũng vậy, chém đầu 1000 viên võng tướng ngoài trận á, thấy nó ghê gớm, nhưng ít ra mình còn có nghĩ ra chiêu này chiêu nọ. Còn cái chiêu mà thay đổi suy nghĩ của một cái thằng ngu thì tôi nghĩ rằng không cách. Tôi nói thì không cách, vì sao? Vì cái 1000 cái đầu kia là hữu hình hữu tướng, sờ chạm được. À, còn cái ngu, cái hiểu lầm, cái ngộ nhận của một cái anh mà trời ơi, nó vô tướng vô hình, làm sao mà tôi biết tôi đã chỉnh được chưa, sao tôi biết? Mà bữa nay có thể nó nể mặt mình, nó hiểu rồi, nhưng mà khuất mặt mình nó lại quay lại con đường cũ nha. Cho nên nó là khó lắm cái gì. Cho nên này có ba cái nhân đặc kiến: một là học từ người khác, hai là tự mình suy diễn bằng kiến thức trình độ suy tư bản thân, ba là dựa vào cái thân chính, cái sở chính có thật của mình. Rồi đó là tôi nói cái sườn của kinh, bây giờ tôi nói vô nội sâu, nội dung sâu sâu chút, là khi ta mắc vào tà kiến thì nghĩ về cái gì trong đời này cũng qua cái lăng kính của tà kiến. Đấy, do không thấy cái lý tam tướng, cái lý nhân quả, mọi thứ do duyên mà có rồi phải mất, nên phàm phu mới tốn công suy tư về thế giới không gian, thời gian và chúng sinh. Là sao?
Nếu hiểu mọi thứ chỉ là lắp ráp giả hợp thì ta không còn hứng thú để trăn trở thao thức. Chúng là hữu biên hay vô biên? Vấn đề là cái đó. Tôi nhắc lại một lần nữa, đằng sau nhà mình là một cái khu rừng. Trong rừng ấy, nó có cỏ, nó có rêu, nó có rong, nó có nấm, nó có cây, nó có hoa, nó có gai, nó có đủ thứ trong đó. Mình thì đầu tắt mặt tối, một nắng hai sương tần tảo, gió sương để mình đi kiếm sống, mà vợ đẻ con đau đầu có chữa, rồi gia cảnh thì khó khăn, rồi bà con xa bà con gần tùm lum hết. Mà bây giờ mà quý vị tưởng tượng là cái chuyện mà phải đi ra đằng sau nhà nó mà đi ghi chép thế, chụp hình rồi mô tả rồi cây cỏ loại nào là loại nào đó, thì tôi nghĩ đó biết, tôi không biết nói sao. Trừ phi mình là một cái nhà nghiên cứu, mình là một cái tiến sĩ, là một nghiên cứu sinh, một sinh viên, một dược sĩ tương lai gì đây còn mai ra ha. Chứ còn nếu mà mình chỉ là một cái phó thường dân Nam Bộ mà coi như chữ nghĩa không nhiều, mà trong khi đó là gia cảnh thì khó khăn, mà trong khi đó cái gì trước mắt là miếng cơm manh áo mình không có lo, mà cứ đi ra làm sao đó đi ngồi mà ghi chép này đó, là cái gì đó thấy nó kỳ kỳ rồi. Thằng cha này cũng là loại mắt dây rồi nha. Chỉ ở đây cũng vậy, trong kinh đó một cái người mà trúng cái mũi tên thì cái chuyện đầu tiên là người ta phải lấy mũi tên nó ra coi nó phải là tên độc hay không, rồi nó ghim tới đâu và nó trúng ở chỗ nào, phải nghĩ cái làm sao lấy nó ra an toàn để mà không chết. Chứ cái giờ đó mà còn bỏ công ra mà tìm hiểu ai bắn tôi, nam nữ mập ốm già trẻ, đẹp xấu sang hèn trí thức là thất học, thì cái đó là mạnh lắm nha. Thì ở đây cũng vậy, khi một người mọi nhìn đâu cũng thấy là một tuồng ảo hóa, giả hợp giả lập, thì họ không còn tha thiết cái chuyện mà tìm hiểu cái này cái kia. Và tôi đã nói bao nhiêu lần, có hai cách là để chấm dứt nghi hoặc, chấm dứt hoài nghi. Ở trong rung còn nhớ không ta? Alo, các vị còn nhớ hai cái cách mà chấm dứt hoài nghi hay không? Thấy chưa, thấy chưa, quên sạch rồi. Có hai cái cách mà chấm dứt hoài nghi, làm ơn ghi giùm được không? Nhớ để dạy nhớ vậy thôi nha, nhớ cho vui vậy thôi. Có hai cách để chấm dứt hoài nghi, chấm dứt cái hoang mang nghi hoặc. Trời, có cái người nào nói dạy nhớ đó, ái minh ái mình gì đó, ghi giùm nó, ghi giùm cái hai cái cách đó giùm kìa, cái hai cách mà chấm dứt hoài nghi. Đúng rồi, trục, trục, để sang một bên, để sang một bên, để sang bên. Ví dụ như bây giờ các vị tưởng tượng là nhà tôi có một cái nhà, tôi có một đứa bé, nó 4 tuổi, không phải đi chơi, nó chơi sao mà nó giục mất cái viên bi của nó đi, nó buồn, nó khóc tụt lên mất, thì nó có nhờ tôi, nó nói sư kiếm giùm, nó khổ quá, bây giờ không có bi đi chơi, thì tôi cũng có ý tôi đi tìm, nhưng mà chỉ biết tôi ngồi tôi suy nghĩ thôi. Bỏ ra có mấy xu rồi mua cho nó nguyên hộp bi mới cho nó chơi cho mắt, vậy đi kiếm cái đó làm chi tào lao. Bây giờ có kiếm được thì đó cũng là viên bi thôi, mà trong khi cái thời gian của mình á, mình làm biết là mình chuyện khác, vô trong rung giảng kinh hoặc là về coi bài vở vô giảng cho bà con, phải gần 3 giờ người ta vô để chờ nè, thì thôi giờ kêu ai nó chạy ra chợ mua nó một hộp 1 đồng 2 đồng cho nó chơi cho nó đã nha. Chứ còn bây giờ mà cứ có viên bi mới canh cánh đau đáo bên lòng mà đi kiếm, mà tối mất ngủ mà đi đốt đèn mà sôi nến để mình kiếm hòn bi thì tào lao quá nha. Cho nên khi mà tôi thấy nó tào lao rồi, tôi để qua bên, và từ đây đến ngày tôi chết coi như cái viên bi đó là nó đã chìm sâu vào dĩ vãng luôn nha. Để đây cũng vậy, có hai cách để mà mình là chậm việc hoài nghi. Một là để sang nó một bên, mà tại sao để sang một bên là vì nó không có cần thiết nữa,
à, mình để sang một bên, hoặc là mình đi tìm cái câu trả lời. Nhớ nha, hoặc là đi tìm câu trả lời thì để sang một bên, tức là không nghĩ đến đó. Để sang một bên tức là không nghĩ đến nữa, đó phải ghi rõ đúng thôi, nó thành ra ba điều nha. Để sang bên thì đây cũng vậy, một cái người mà coi như là học đạo, biết bốn đế là cái gì, 12 duyên khởi là cái gì, biết lý nhân quả là cái gì, biết phi tâm tướng là cái gì, chưa đủ, nó mới trí văn trí tư thôi, còn bên này thì mới trí tu nè. Vô chỗ thanh tịnh yên tĩnh, xếp bằng nhắm mắt, không dùng niệm dùng tuệ quan sát quán chiếu à, để thấy rằng thân tâm này là từ sáng tới chiều, sướng khổ buồn vui thiện ác tiếp nối nhau sanh diệt, nhân quả quả nhân, nhân quả 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 nhân quả quả nhân, cứ từ sáng tới chiều có bao nhiêu đó. Mà ta sao thì người vậy, mà người sao thì ta vậy, người sao thì cây cỏ đất đá chim muôn nó cũng vô ngã vô thường và do duyên tạo, giống y chang như vậy nha. Thì khi mà mình sống mà chìm sâu ở trong cái nhận thức quán chiếu á, thì mình không còn tha thiết gì nữa. Kính thưa quý vị, tin tôi đi nha, còn đằng này chỉ ngồi lo học giáo lý, ghi ghi chép chép mà không có qua một cái ngày thực tập, không hề ngồi lại để thấy rằng bản thân cái sự có mặt của mình, của mấy chục ký này là một cái nợ, không có một ngày làm chuyện đó nha, chưa có một ngày làm chuyện đó, thì mình còn yêu mê à, mình còn rong ruổi kiếm tìm cái nọ cái kia nha. Rồi trong lúc mà rong ruổi kiếm tìm đó, thì chúng ta nảy sinh tà kiến theo cái khuynh hướng tâm lý bản thân. Một là thường kiến, đã nói rồi, cái kẻ mà khoái nắm níu, cái kẻ mà sợ mất sợ vắng mặt thì dính vô cái thường. Còn cái kẻ thứ hai đó thì không có tin cái gì không chứng minh được, thế là nó dính vô cái đoạn, cái đoạn kiến. Alo, có nghe được không? Thì từ cái chỗ này nè, từ cái chỗ mà bất tri về bốn đế, bất tri về duyên, duyên khởi, nó mới lòi ra những cái tà kiến về về vạn hữu ở đời, thông qua hai cái lăng kính thường hoặc đoạn. Mà cái đề tài mà anh thắc mắc là cái gì? Thắc mắc về thế giới, thắc mắc về không gian, thời gian và chúng sinh ở trong đó. Như vậy thì hôm nay chúng tôi không, chúng tôi giảng kinh gì ta, kinh Phạm Võng, mà gần như chúng tôi không có dở chánh kinh ra luôn á. Bởi vì chúng tôi đưa cho các vị một cái sườn, ai khoái thì tìm hiểu từng cái loại rong, từng cái loại cỏ ở Nam Mỹ, Bắc Phi, Đông Âu, còn không thì cứ theo cái bản là thống kê đại lược của chúng tôi nha, cứ nhớ cái đó nha. Chứ còn bây giờ thêm nữa là bà con chỉ biết không ra, tại vì có những trường hợp tài kiến rất là cá biệt. Mà tại sao Đức Phật ngài lại nói là bị đã nói Phạm Võng mà cái lưới ngài bủa một cái lưới, ngài tung một cái lưới ha, tung một cái mẻ lưới mà không sót một cái kiểu tà kiến quái gở nào trong cuộc đời này. Và trong đó có những thứ tà kiến cực kỳ phổ biến, và có những thứ tà kiến gọi là rất cá biệt ha, rất là cá biệt nha, rất là cá biệt. Và cái quan trọng ở đây đó, tức là chúng ta phải nhớ là một điều, học cái bài kinh Phạm Võng này không chỉ là chỉnh đốn nhận thức của mình, chỉnh đốn cái kiến giải Phật học của mình, mà còn là một cơ hội rất tốt để chúng ta nhìn lại cái công phu là tu tập hành trì của mình, đặc biệt là với hành giả tuệ quán à, là vì hành giả phải nhớ rằng mình chỉ là một con chó sống trong cái ý niệm ngã chấp. Nhớ nha, giới luật thanh tịnh là cần thiết, thiền định kiên cố vững chãi là cần thiết, trí tuệ sắc bén nha, tinh tường là cần thiết, nhưng đó chỉ là những bước đi trên cái hành trình giải thoát. Đó là chỉ là những cái viên thuốc chữa bệnh, không có một cái thằng khùng nào trên đời này mà nó lại tự đắc tự hào, tự mãn, tự kiêu, tự đại, tự tôn à, với thiên hạ rằng tôi đang uống thuốc ung thư, tôi đang uống thuốc sơ gan, tôi đang uống thuốc tim mạch, tôi đang uống thuốc tăng xong. Cái gì nó không có, nhớ nha, gì nó không có. Hãy nhớ cái điều này là còn nắm níu một chút thì còn ngu một chút. Nhớ bao nhiêu đó, bởi vì thật sự không có cái gì đáng để nắm níu. Và tôi nói luôn cái điều này, kể cả cái quả vị A La Hán cũng không đáng để mà mình lấy đó làm cái niềm tự kiêu nữa.
cái quả vị la hán đáng để đạt đến, đáng tôn kính thì được. Nhưng mà nói rằng là cái đó đã quá, nếu mà tôi đắc tôi hãnh diện lắm thì sai. Bởi vì cái quả vị a la hán chỉ là cái gì, chỉ là cái trạng thái khỏe mạnh, trạng thái bình phục của một người thoát khỏi cơn trọng bệnh nan y tuyệt chứng mà thôi. Cái kiến thức Phật pháp của mình nó y chang như là cái kiến thức của một cái anh tù mà anh an tường về cái phòng giam của anh vậy đó nha. Anh biết rõ là cái căn phòng này nè là được cất vào năm mấy, có một lúc nó bị cháy rồi nó được sửa chữa ra sao, rồi từ cái phòng này đã có bao nhiêu người vượt ngục, mà trong số đó có người nào thành công, người nào thất bại, mà trong số mà thất bại có bao nhiêu người bị bắn chết tại chỗ, có số người thì trở vô giam tiếp tục, hay là có số người nào bị đánh chết trong phòng thẩm cung. Rồi cái loại gạch ở đây là chở từ đâu tới, rồi cái ông nào mà chịu trách nhiệm xây dựng cái này ông tên gì, bây giờ ông còn hay không, con cháu dòng họ gia quyến tài sản bây giờ ông đang ở đâu. Thì xin lỗi quý vị nha, những cái kiến thức đó nó chẳng giúp gì cho cảnh tù hết, chẳng biết cho vui đánh nổ với người khác vậy thôi nha. Thì cái Phật pháp chỉ là kiến thức về cái nhà tù, kiến thức để chúng ta làm sao ra khỏi tù. Mà nếu mà chúng ta mà cứ ôm khư khư cái kiến thức đó thì sẽ được giống như cái người mà đi qua sông thì phải dùng bè, mà qua sông rồi là phải bỏ bè nha, phải bỏ bè. Thì ở đây cũng vậy, cái biết của mình về cái nhà tù, cái biết của mình về cái gông cùm á, nếu khéo thì dùng được, mà nếu lấy nó làm cái điềm mà điều tâm đắc hãnh diện á thì nó không có nên. Biết nó chẳng là cái gì, nó là cái thuốc chữa bệnh mà, nhớ nha. Thì tôi nhắc lại một lần nữa, bất tri bốn đế, bất tri duyên khởi, bất tri nhân quả, bất tri tam tướng thì nó mới có nảy sinh ra tà kiến. Mà tà kiến kiểu nào thì tùy thuộc vào cái khuynh hướng tâm lý và hành trang. Hành trang gì ta? Hành trang thiện ác của mình. Khuynh hướng tâm lý là riêng, nhưng mà cái hành trang thiện ác là riêng. Quý vị còn nhớ ba cái nhân tố mà để thích ghét cái gì không? Một là tiền nghiệp, thiện ác nói chung. Hai là khuynh hướng tâm lý. Và ba là môi trường sống hiện tại. Nhớ nha. Thì cái thích ghét nó có ba cái nhân tố, thì cái tà kiến, chánh kiến nó cũng có ba nhân tố y chang như vậy. Và đối với tà kiến cũng không khác, có nghĩa là cái khuynh hướng tâm lý cộng với cái môi trường sống cộng với cái thiện ác nghiệp quá khứ nó mới dẫn đến cái chuyện là mình nhìn đời qua cái lăng kính gì ta, thường hay đoạn kiến nha. Làm ơn nhớ dùm cái bài này dùm tôi. 62 tà kiến là một cái mẻ lưới bủa khắp một cái mặt hồ, trong đó gom gọn gồm cái hai thứ chính, đó là thường và đoạn. Thường là tin vào cái một cái tôi vĩnh hằng, hằng tại, vĩnh cửu. Thứ hai là tin vào cái sự có mặt của một cái đấng chí tôn vô thượng. Ví dụ như bữa hồi nãy trong kinh tôi quên nói là có những vị mà họ do nghe người khác nói có Chúa Trời, có Thượng Đế, gọi là tự họ suy diễn, thấy trụ trái đất này sao nó có những cái trật tự hay quá mà không có ai mà tạo ra, thì vô lý phải có người nào sắp đặt an bài chứ, không do tưởng tượng, thế là tin vào một đấng chí tôn. Rồi còn cái thứ ba đó là do đắc chứng thiền định. Nó nhớ lại hồi xưa về cõi Phạm Thiên á, thì nhớ hình như lúc mình lên trên gặp ông nội đó rồi, mình lên là gặp ổng rồi, và mình thấy nhiều vị Phạm Thiên chết mà ông này cũng chưa có chết, có nghĩa là ông đời đời bất tử. Mà trong kinh nó có nói có nhiều vị Phạm Thiên là họ do cái thiền chứng của họ cũng ở trong cái tầng thiền đó, nhưng mà cái oai lực của họ, cái tuổi thọ họ nó lâu hơn vị khác. Ví dụ trong cái tầng sơ thiền đi ha, thì căn bản mà nói đó, thì ở đó là sống 1/3 đại kiếp trái đất, nhưng mà ở đó nó có ngạch trạch tôn ti lắm. Phạm chúng thiên thì kém hơn phạm phụ, mà phạm phụ thì thua cái đại phạm thiên. Thì mấy cái ông mà ở cái tầng thấp ở trong cái chỗ đó mà tôi nghĩ là cái lớp thấp á, ông câu ông đại phạm thiên giống như ông cố nội vậy đó. Rồi mai này mà ông chết rồi ông trở về người, trở về cái cõi người, ông tu thiện nhớ là thì ông nhớ là ông đại phạm thiên, ông đó, tổ sư rồi đó. Hồi mình vô trong đó mình tái sanh để gặp ổng rồi, hồi mình chết mình chả vẫn còn. Như vậy ngài chính là Thượng Đế Chí Tôn, thì tưởng tượng người đã không. Rồi chính cái ông đạo sĩ mà đặt thiền đó, ổng lại là sư phụ của tôi là một người cư sĩ nè,
có vợ có con, có tiền có bạc. Sư phụ mới, chính sư phụ bay đằng vân giá giỏ, cởi mây hô phong quán vũ, kêu mưa gọi gió, chính mắt tôi thấy. Tôi tin sư phụ tôi lắm, mà chính miệng sư phụ tôi nói là có thượng đế, có đấng sáng tạo, làm sao tôi không tin. Thế là ra xây dựng đạo tràng, kết nạp đạo hữu, đồng chí, thành lập một cái đạo. Và bà Tám, bà ông Tư nước sôi nước lạnh gì đó. Rồi buổi đầu thì thế hệ của tôi thì tôi còn biết, cái này là do sư phụ mình có định nha, sư phụ mình có thiền định, sư phụ mình đắc thiền, sư phụ mình thấy này thấy kia. Nhưng mà đến đời con tôi cháu chặt chút chích chót chét thì nó đâu còn biết cái vụ thiền định nữa, mà lúc nó chỉ còn biết là thờ đấng chí tôn thôi. Trung Trung có nghe không ta? Alo. Rồi xong. Tức có nghĩa là những cái tôn giáo bây giờ nó có gốc hết. Mà cái gốc nó là một trong ba cái gốc này. Một là do đời này truyền lại đời kia, truyền riết mà quên cha nó cái nguyên quỷ luôn. Thứ hai là do ai đó suy diễn rồi lập đạo. Rồi cái thứ ba nó là do một cá nhân nào đó chứng đắc rồi đứng lên lập giáo, khai đạo. Mà đời đầu tiên thì người ta còn biết về thiền định này nọ, mà mấy cái đời sau là coi như thế quớt luôn nha. Cho nên là mình phải nhớ rằng tất cả cái bài kinh này nó cho mình biết là tất cả những tôn giáo đời này nó cũng đều khởi đi từ ba cái gốc này thôi. Tức là nghe ai nói, tự mình suy tư, hay do một cái người chính đạt. Họ lấy cái thể nghiệm thân chứng của họ đó, mà cái thể nghiệm thân chứng nó chưa tới nơi. Thế là nó trở thành cái nền cho một tỷ thứ tà kiến trong đời. Nhớ nha. Và tà kiến thì có hai là thường và đoạn. Thì cái ánh mắt thường hay đoạn thì cũng giống nhau là đều chấp ngã và thích hưởng thụ, nhưng mà riêng anh thường á, anh thường kiến á, thì anh cũng chấp ngã, cũng thích hưởng thụ, nhưng mà anh do khuynh hướng tâm lý là sợ mất, sợ vắng mặt khỏi cuộc đời này. Thế là anh tìm đủ mọi cách, anh tin vào một cái tôi thường hằng bất biến, hoặc là tin vào một thượng đế chí tôn, tin vào một cái cứu cánh, một cái cảnh giới quyền ảo, quyền bí, xa vời, mộng mị, chiêm bao nào đó, tin vào một cõi thiên đàng, là tin vào một cái nơi bất tử trường sanh, tin ở đó là chỉ có trời xanh mây trắng nắng vàng, những thảm cỏ xanh, những con cừu, những con bồ câu, rồi hoa hồng, rồi những thiên thần lông trắng có cánh bay phấp phới, rồi tất cả những người thân ông bà cố tổ nhiều đời nhiều kiếp của mình sống chết dồn hết trong đó, sẽ gặp lại nhau, người yêu xưa, người tình cũ đều gặp lại hết trong đó, và đặc biệt không hề có đánh ghen đó, đại khái thì cái đó gọi là thường kiến. Còn cái hàng cha đoạn kiến là sao? Làng cha đoạn kiến là cha cũng chấp ngã, cha cũng là thích hưởng thụ, nhưng mà do khuynh hướng tâm lý nhiều đời, cha không có tin cái gì mà nó ngoài cái tầm nhận thức, ngoài cái tầm sờ đụng, ngoài cái tầm chứng minh của mình. Thế là cha tin vào cái tôi của cái đời này, hoặc là trong một cái thời điểm nào đó thôi, và cũng dựa trên ba cái điều kiện căn bản là tự mình suy diễn lý luận, hay là do ai nghe ai đó bài vẽ trao truyền dạy dỗ, và ba là dựa vào cái sở chứng có thật của một người có thiền định, có thần thông. Ok, tôi đã làm cho nhiều người ngạc nhiên và thất vọng khi tôi giảng kinh Vọng Võng trong một cái thời gian kỷ lục của 2560 năm lịch sử Phật giáo, là kinh Vọng Võng chỉ giảng trong thời gian 2 giờ đồng hồ và ngừng ở đây, ngày mai học sang kinh mới. Có một điều, vấn đề của kinh này xin hứa không dừng lại ở đây. Nay mai mình sẽ nhắc đi nhắc lại, nhắc đi nhắc lại, như là hôm nay tôi đã ôn tập dùng quý vị biết bao nhiêu bài kinh mà mình đã học suốt 2 năm trời qua. Ok, rồi. Xin chúc các vị một ngày vui, một đêm đẹp, nhiều mộng lành. Rồi, xin hẹn gặp nhau tuần sau. Idam idam me nyakinam hotu sukhita hontu nyattayo. Idam me nyakinam hotu sukhita hontu nyattayo. Idam me nyakinam hotu sukhita hontu nyattayo. Idam me punyam asuva khaya vaham hotu. Idam me punyam nibbanassa paccayo hotu. Mamam punyam pagam sabba sattanam dhimma. Sadhu, sadhu, sadhu.